Dạ, Phật Ni Sư đi. A Di Đà Phật, chào Ni Sư. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cháu chào Ni Sư và A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật mà. A Di Đà Phật. Dạ. Ni Sư khỏe không ạ? Dạ, tôi khỏe. Đâu, không có thấy. Tôi chào Ni Sư. Đây, dạ. Cháu bê đây. A Di Đà Phật, chào Ni Sư và. Chưa thấy bê đâu hết. Dạ. Vậy Ni bê lên nhà. Sư bà khỏe chưa? Dạ cũng tạm tạm vậy thôi cô ơi. À, vâng. Hai chào đại chúng. Dạ chào chị, chào chị. Dạ em tên là Tâm Phật Hạnh, đến từ Duisburg. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị mở máy ra đi. Quý vị mở máy ra đi là năm bóc vài bóc phút. Dạ, như là Phật, thưa đại chúng, mọi người cùng mở màn hình ra đi ạ. Mở màn hình mà mở loa ra. Dạ. Mở loa. A Di Đà Phật, thiện thân chào sư ông. A Di Đà Phật. Chào đại chúng. Chào ông. Chào Ni Sư. Đèn sáng chưa hết tối. Bây giờ mình niệm Phật ha, mình thành đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mộ ôn kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021, là buổi tu học online hàng tuần vào ngày chủ nhật lúc 14:30 tại đường Linh Sum của chùa Bảo Đức. Quang Lâm chứng minh giảng dạy trong buổi tu học chiều nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thượng Tâm Hạ Huệ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Châu Âu, trụ trì chùa Trúc Lâm Thụy Điển. Chúng con thành kính đảnh lễ ôn. Chúng con kính chúc ôn sức khỏe và mọi Phật sự đều được hanh thông viên thành. Và chúng tôi xin trân trọng chào đón tất cả quý Phật tử, nam nữ học viên đã về tham dự buổi tu học chiều nay. Chúng tôi kính gửi lời thăm sức khỏe đến toàn thể đại chúng và kính chúc mọi người có một buổi tu học thật an lạc. Kính bạch ôn, giờ đây thời khắc của giờ học cũng đã bắt đầu và mọi người cũng đã tề tụ về lớp. Chúng con thành kính cung thỉnh ôn bắt đầu cho buổi tu học chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin chào đại chúng, đại chúng. Cầu chúc cho quý vị được được mọi sự an lành để mà học pháp, nghe pháp để mà tu. Có an lành thì mới tu được. Mà không an lành thì chắc nằm trên giường rồi. Đó, cho nên mong cho mình ăn lành, đêm ăn lành, tu mà không có bệnh á thì nó tu khỏe lắm. Nhưng mà nếu không có bệnh thì sanh ra dục. Đó. Cái thân mình mà không có bệnh là sanh ra dục. Nhưng mà bệnh hoài thì mình tu cũng không có nổi. Cho nên thỉnh thoảng cũng phải có bệnh. Rồi không có bệnh khó tu lắm, nhưng mà bệnh nhiều cũng tu không được. Đó, thì mong cho đại chúng thì luôn luôn được khỏe mạnh. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng mong cho đại chúng cũng bình một chút. Để cho đó là cái ý như vậy đó, chứ không phải là mong cho quý vị bình, chỉ bình chút chút cho thôi, cảm chút cho thôi. Để cho nó ra bớt cái độc đi. Tôi 3 năm đi không bị cảm mà tôi còn sao cho không cho con cảm cái đi, cho nó ra cái độc đi. Bằng cảm cho một cái, bình cho một cái không kéo dài gần cả mấy tuần. Nên cũng khổ nữa. Thì bây giờ đó cái pháp môn tịnh độ đó là cái pháp môn mà chắc chắn là mình có cái niềm tin, mình biết đây là Đức Phật nói. Cho nên khi mình học kinh hay học luận gì, mình phải căn cứ nơi kinh, căn cứ từ nơi kinh, rồi từ đó rồi bắt đầu mới có luận kinh trước rồi mình luận sau. Cũng giống như những cái bài kệ trước rồi có một cái bài văn trường hàng nó sau. Đó là trong chương. Cho nên trong những cái tôn giáo đó, những cái quốc gia mà họ có những cái thi ca đó, họ có những cái bài thơ mà họ nói lên về cái đề văn học của thi ca thì có thi ca trước. Thi ca trước thì bắt đầu thì họ mới vội nhạc xong rồi bắt đầu thì họ mới đưa ra cái văn trường hàng. Đó là những cái kết học của thi ca mà các tôn giáo cũng như mà cái đất nước mà họ có văn minh là thi ca nó ra trước. Cho nên những cái nước mà văn minh có được nó bằng Ấn Độ. Ấn Độ là cái văn minh đầu tiên nhất, cho nên thi ca nó ra đời đầu tiên. Thì khi mình học kinh, mình muốn học kinh thì mình căn cứ đi kinh. Rồi sau đó mình căn cứ nơi luận. Thì hôm nay mình học kinh. Thì hồi trước thì tôi đã nói dưỡng khởi sơ sơ rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung của kinh. Cái kinh này được gọi là Vô Lượng Thọ Quảng Kinh. Vô Lượng Thọ Quảng Kinh là một quyển. Nhưng mà cái kinh này do Ngài Cương Lương Gia Xã, Ngài dịch.
Trước khi mình học kinh thì mình phải học qua, mình biết một chút về cái tư liệu, biết về cái lịch sử, để cái dịch kinh mình biết một chút thôi. Đó, ông Viên Giả, ông có việc mấy cuốn lịch sử về cả tông phái của Tịnh Độ đó. Thì khi mình biết cái lịch sử rồi, bắt đầu mình đi vô kinh, cái nội dung kinh thì mình thấy mới có cái giá trị, mới có cái chất lượng. Chúng ta biết rằng cái pháp môn Tịnh Độ đó được Đức Phật nói, rồi ngài Mã Minh, ngài Long Thọ, ngài Vô Trược, ngài Thế Thân của các vị tổ ở Ấn Độ, các ngài Cổ Suý. Ngài Cổ Suý. Rồi sau đó được viết vào bản chữ Phạn. Tất cả các cái bản kinh gọi là tám kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quảng Vô Lượng Thọ, và kinh Tiểu A Di Đà, mà cả hết là 4-5 kinh, là chứ không phải chỉ có 3 kinh Tịnh Độ mà Hòa Thượng Thiền Thông ngày dịch ra rồi ngày mất rồi đâu, không phải chỉ có 3 kinh mà thôi, mà rất 4-5 kinh đó, được viết vào bản chữ Phạn. Rồi sau đó các tổ mới đem cái bản chữ Phạn đó qua Trung Quốc dịch ra. Thì pháp môn Tịnh Độ mà được truyền vào Trung Quốc là thế kỷ thứ nhất Tây lịch, nó rất là sớm. Rất là sớm. Vào đời nhà Hán đó, thì cái bản kinh đầu tiên mà được đưa vào đời nhà Hán thì đó là cái kinh Bán Châu Tam Muội. Bán Châu Tam Muội là một cái kinh mà chuyên tu rục, tu chết bỏ thôi. Tu mà khi nào mà thấy Phật thì thôi hết tu. Nghĩa là tu ngày tu đêm, tu không ăn mà tu, mà ăn mà đựng một chân luôn đó, ăn mà đựng một chân. Thế nói vậy thôi chứ đựng một chân làm sao được, đựng hai chân đi, nhưng mà đựng thôi, đựng một ngày một đêm. Thế bên Thượng Tọa Hành Tịnh đó, tu mình khi nào mà thấy Phật thì coi như hết. Cho nên gọi là tu mà gọi là tu rì đó, tu ngày tu đêm, tu 24/24 trừ ăn ngủ, xin lỗi quý vị, đến đài tiểu tiện là mình nghỉ thôi. Còn tất cả là phải tu. Thì lúc đó mới thấy được Phật. Thì đó là cái kinh mà Bán Châu Tam Muội, là trong đó còn là vấn đề tu quán. Quán Phật Tam Muội, cả quán cảnh giới của Phật A Di Đà. Thì như vậy mình biết rằng cái pháp môn Tịnh Độ đã được truyền qua Trung Quốc rất là lâu. Nhưng mà chưa nó phát triển và chưa bành trướng, dù người từ bành trướng hay kỳ, chưa nó phát triển. Đến thế kỷ thứ tư Tây lịch, Huệ Viện á, ở Trung Quốc nó có hai vị tổ Huệ Viện. Một vị tổ đầu tiên mà gọi là tổ của Tịnh Độ đó là ngài Huệ Viện, gọi là Lô Sơn, ở miền nam của Trung Quốc đó. Ngài thành lập một cái nhóm được 30 mấy người đó, ngài tu Tịnh Độ. Mà nguyện khi nào mà có thể có Tây Phương rồi đó, bắt đầu bước qua khỏi núi. Trước khi ngài lên tu đó là ngài ở trên núi Lô Sơn đó, mà ở miền nam của Ấn Độ, gọi là cái nơi đó là nơi mà không có người bước chân đến. Gọi là tất cả những cái vị hiền đó thề với nhau mà khi nào tu Tịnh Độ mà gặp được Phật, quán cảnh Tịnh Độ mà thấy được Phật, thì lúc đó bắt đầu mới bước xuống núi mà đi qua khỏi dòng suối. Thế như vậy đó. Cho nên tổ Lô Sơn mà về viện đó, ngài tu gần mấy chục năm trời trên núi Lô Sơn. Cho nên gọi là Nam Sơn, còn Bắc á, thì ngài Cứ Ma La Thập. Ở phương Bắc, ở Lạc Dương á, thì ngài Cứ Ma La Thập, ngài rất là phùng thịnh, Phật tử ở đó rất là đông. Ngài dịch một cái bộ kinh Trọng Pho là gần 3,000 học giả tới giúp cho ngài mà. Ở phía Bắc á, phía Bắc của Trung Quốc á. Còn phía Nam thì nơi đó là rơi là căng cõi. Chứng chủng nó thưa thớt, cho nên ngài tìm cái nơi đó ngài tu. Đó tôi nói về lịch sử về nó dương khởi mà cái pháp môn mà quán Vô Lượng Thọ. Ngài cũng tu quán chứ không phải ngài tu niệm Phật. Đó là ngài Lô Sơn, ngài Lô Sơn Tuệ Viện. Thì ngài thề là khi nào mà ngài thấy cái cõi Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì ngài mới bước chứng xuống núi mà đi qua khỏi dòng suối. Ngài thề đó. Nhưng mà một hôm không biết là sao, ngài tiếp khách
Và đến khi đưa chân xuống của ngài bước qua dòng suối nó cuốn đi. Thì con chó nó hỉ lên. Con chó nó hỉ lên cả ngày giật mình á. Cái mình quên, mình ham nói chuyện vui của mình bước qua dòng suối. Thế nên ngày mà vừa bước chân, mới bước nửa chân cái dòng suối, thì ngày mình đi lui lại, ngày này như vậy không được. Phải đi lui lại, khi nào mà bắt đầu thấy Phật, phải thấy cảnh tịnh độ rồi, lúc đó bắt đầu mình mới bước ra khỏi dòng suối. Đó là cái phương pháp mà các ngài họ tu như hồi xưa như vậy đó, tu rục như vậy đó. Mà còn cũng chưa thành nữa cho huống chứ mình bây giờ mà vừa tu vừa chơi thì sao được. Rồi đến qua thời ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo ngài không còn tu cái kinh Băng Châu Tam Muội nữa. Nếu mà ngài mượn cái pháp môn của Tam Muội Băng Châu để ngài thực hành cái khổ hạnh, ngài Thiện Đạo đó. Nhưng ngài tu cái kinh Quán Kinh, ngài chuyên tu vào cái Quán Kinh, thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của Quán Kinh nó có những cái gì trong này. Bây giờ cái Quán Kinh này đó là được ngài Cương Lương Gia Xã ngài dịch tại Kiến Nghiệp vào thế kỷ thứ tây tên lịch khoảng đó thôi, tôi nói khoảng đó thôi chứ tôi cũng không phải nhớ rõ cái niên đại. Cái niên đại thì khoảng đó thôi chứ cái năm mà năm chính xác tôi không có nhớ, nhưng mà nói như vậy được quý vị hiểu được cái kênh này là nó dịch ra là thế kỷ thứ tư tây lịch. Thì lúc này chưa ai có đủ trình độ để mà viết ra cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Mà cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ này chính đích thân từ tiếng Phạn, bản tiếng Phạn. Ngài Cương Lương Gia Xã là người Ấn Độ, ngài mang sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc ở Kiến Nghiệp, rồi ngài dịch ra. Rồi sau đó đó cái bản chữ Phạn đó mất. Nhưng mà vào đời nhà Tống đó thì ngài Nguyễn Chiểu đó, khi ngài chủ giả cái kinh Quảng Kinh này đó, thì ngài còn nói đến có bản chữ Phạn của Quảng Kinh. Thì như vậy mình rất là sung sướng đó. Bây giờ mình nói ngược lại này, cái Quảng Kinh này dù Phật còn nói hay không nói thì ít nhất là tại Ấn Độ cả đã, đúng không? Chứ không phải tại Trung Quốc. Nhưng mà có một số học giả họ nghiên cứu, họ là cái kinh gì mà quảng á, cái kinh nào mà có cái đề tài mà quảng á, chẳng như Quảng Vô Lượng Thọ, Quảng Thế Âm Bồ Tát, tất cả những kinh này được viết tại Trung Quốc, họ nói vậy đó. Cho nên không đúng. Nhưng giờ văn đó lúc nói thôi là mấy nhà học giả đó lúc đừng có tin họ. Họ nghiên cứu sao mà họ nói tất cả những kinh gì mà thuộc về Quảng, Quảng Vô Lượng Thọ, Quảng Thế Âm, Phẩm Phổ Môn, tất cả những cái Quảng này là được viết tại Trung Quốc. Nhưng mà chính là Nguyễn Chiểu. Ngài Nguyễn Chiểu là một vị tổ về luật tông của đời nhà Tống. Mà tôi đã nghiên cứu gần mấy năm trời của ngài đó, thì ngài có nói rằng là cái kinh bằng Quảng Vô Lượng Thọ mà ngài có chú giải ở trong này, ngài có chú giải ba cuộc. Ngài nói tôi có thấy bằng chữ Phạn của các đời trước các vị tổ nói, nhưng mà trong cuộc chiến tranh giữa các cái tám võ nhất tôn chiến ách của Trung Quốc, nó có ba đời như vậy, nó chiến tranh nó mất, nó đốt cháy mất hết. Cho nên bây giờ còn chữ bằng bằng chữ Hán tới bằng chữ Phạn có. Vì vậy mà mình tin tưởng là cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ nó chỉnh ở Ấn Độ cái đó. Mình tin ngang đó cái đó. Rồi chút nữa mình đi học vào kinh thì mình mới biết kinh này là Phật nói. Kinh này là Phật nói. Chứ ai có quyền nói được hết. Ngài Thiện Đạo đó, ngài cũng phải dịch kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Nhưng mà ngài chú giải Quảng Kinh Vô Lượng Thọ. Cả hết là năm nhà chú giải. Hôm nay quý vị nên cân học lịch sử một chút để chúng ta đi vào nội dung thì chúng ta mới thấy giá trị cái bằng kinh. Để mình đưa tất cả những cái gì mà thuộc về huyền thoại Đức Phật Di Đà đó, mà người tu tịnh độ đó là chỉ nói rằng là mình chỉ thiết lập niềm tin thôi. Thì như vậy Đức Phật Di Đà là Phật huyền thoại, sao mình phải có niềm tin?
Trừ khi Đức Phật Di Đà mà huyền thoại, mình phải thiết lập niềm tin để mình tin Phật Di Đà. Nhưng mà thực Phật Di Đà không phải là huyền thoại, là tại sao mình phải thiết lập niềm tin? Nhưng mà vẫn cần thiết lập niềm tin cho nó vững. Tín căng là nó quan trọng, dù có rồi đó, nhưng mà mình phải thiết lập niềm tin thì cái công đức của mình nó rất là lớn. Cho nên gọi là tín hành nguyện, trong kinh Tịnh Độ có nói như vậy đó. Đó thì bây giờ chúng ta biết Đức Phật ngài có đủ ba cái, thân khẩu ý của ngài thanh tịnh, thì ngài nói ra chắc chắn là không bao giờ sai sự thật. Bây giờ tôi thôi mà tôi giảng, mà tôi kể cho quý vị một câu chuyện như vậy đó, ít nhất quý vị tin tôi được 60%. Tôi rằng đó là câu chuyện đó, thỉnh thoảng nó huyền thoại, thỉnh thoảng tôi bìa ra ví dụ như vậy đi, nhưng mà quý vị cũng tin được. Mà tôi là đôi cái khẩu đó, thỉnh thoảng tôi cũng nói dối đó, tâm tôi chưa trong sạch, tám nghiệp tôi chưa trong sạch, nhưng mà quý vị vẫn tin tôi được 60%, cũng cái Đức Phật mà mình không tin sao được. Thì trong cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ đó, ngài Thiền Đạo ngài có đưa ra 7 mục để tổng kết lại một cái bộ kinh của ngài là 4 cuốn. Ngài đưa ra 7 mục rõ ràng để kết luận là cái 7 mục này là nó thống nhiếp hết tất cả bộ kinh của ngài. Bộ kinh này chỉ còn cuốn chỉ có 3 trang thôi, 3 trang ngắn thôi, chưa tới 3 trang nữa chừng này thôi. Nó dài hơn kinh Tiểu Di Đà một chút thôi, như thì ngã vắng nhất thời Phật Tại Xà Về Quốc Kỳ Thọ Cấp của Độc Viên là vậy đó. Nhưng mà ngài chủ giải thì gần 30 trang, ngài chia ra 4 cuộc, ngài chia làm 4 cuộc. Thì trong cái mục thứ tư đó, cái mục thứ nhất đó, là ngài nói vấn đề duyên khởi của kinh. Mục thứ hai là người giới thiệu Vô Lượng Thọ. Mục thứ hai là người giới thiệu Vô Lượng Thọ. Mục thứ ba là ngài nói cái tông chỉ của Tịnh Độ. Mục thứ tư là nói là người nào có căn bản để nói kinh. Mục thứ năm là duyên khởi bà Vi Đề Hy. Do bà Vi Đề Hy cho nên mới có kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Mục thứ sáu là đối chiếu mà lý luận về tất cả các cái nhà mà phản bác nói rằng là Tịnh Độ đó chỉ có những bậc thường căn xuất gia như Đại Bồ Tát mới vãng sinh Tịnh Độ, mới lên thường phẩm thường sinh, còn tất cả chúng ta là đều là hạ phẩm hết, để lý luận làm sao để cho thường phẩm. Đó là cả thứ bảy, đó kết tổng kết. Thì trong cái mục thứ tư ngài có nói rằng kinh nó có 5 người nói, Bồ Tát nói là 1, Thanh Văn La Hán nói là 2, Chư Thiên nói là 3, Thần Tiên nói là 4. Thay vì trong này nói quỷ thần mà tôi đổi là thần tiên. Trong này nói quỷ thần nói mà tôi thấy nghe quỷ thần ghê quá, tôi đổi là thần tiên nói. Tôi nói cái câu này cũng hề nói. Quý vị có chịu không? Chịu không chịu tôi cũng đổi là thần tiên. Tôi đổi thần tiên nhưng mà tôi nói tôi đổi chứ không phải là tôi tự động tôi nói. Trong này nói là quỷ thần nói nhưng mà tôi nói thần tiên nói. Quỷ thần đấy là quỷ thần, không phải là quỷ mà ngạo quỷ xuất sinh đâu. Quỷ thần nó có hào quang đó, nó thần thông quảng đại gọi là quỷ thần. Nhưng mà mình nghe quỷ thần mình dễ sợ quá, chắc là quỷ thần chắc nó ác mà sao nó kinh được. Thế nên cuối cùng tôi là thôi, nghe quỷ thần ghê quá tôi đổi là thần tiên nói. Mà ông tôi coi chừng đổi được, tôi không hiểu nói kinh luôn là khổ tôi nữa đó. Tôi cãi thì nắm á, đó là nắm nói. Thì bây giờ tất cả năm loại người nào được nói kinh hết. Nhưng mà kinh Tịnh Độ, đặc biệt kinh Tịnh Độ, tất cả kinh Tịnh Độ Đức Phật không cho ai nói hết. Cái khốn dễ sợ. Ngài là các ông được nói. Cái kinh này, cái đề tài của nó là Năng Tín Chí Pháp. Năng Tín Chí Pháp là một cái pháp nó khó tin, cái này gọi là Năng Tín.
Năng tiến là cái pháp này khó tin, còn chi pháp là cái pháp. Mà bây giờ mà để cho các ông nói là sao đây là hết, người ta hết, hết tu luôn. Tôi nói như vậy đó, thân của thanh tịnh, người của thanh tịnh, đó và ý của thanh tịnh gọi là bá nghiệp thanh tịnh. Mà tôi nói ra mà còn không tin được. Mà hủa chứ các ông nói thì chắc chắn là người ta phỉ báng hết tất cả. Mà khi tôi nói như vậy rồi mà tôi phải mời Phật, cả mười phương chư Phật đều về hết, tất cả. Về lại tất cả. Cả mười phương điểm mà ngồi mà nghe tôi nói. Rồi các ngài mới dựng chứng. Các ngài mới hỗ trợ. Đương nhiên tôi nói là chúng sanh cũng tin cho nó. Nếu mà có chư Phật hồn niệm nữa đó, thì niềm tin nó vững hơn nữa. Cho nên kinh Quảng Vô Lượng Thọ chính là Đức Phật nói. Bây giờ mình nói hết qua đây đi cho nó khỏe đi. Duyên khởi đi rồi từ từ mà nói tự ngược là cái sao không được. Thay vì cái mục thứ tư này đó là mình sẽ nói từ từ từng mục Rồi sau đó mình nói nội dung của cái kinh. Cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Mà cái mục này là chỉnh ngay. Nó thiền đạo ngay nói. Người đưa ra bảy mục để người dựng chứng. Nhưng mà trước khi mình nói cái mục thứ tư này thì mình nói ngay thiền đạo một chút. Mình muốn tu tịnh độ đó. Thì mình xả hết tất cả những cái lời danh. Cái tiền tài, cái danh vọng, vợ đẹp, con thơ xả hết. Thì như vậy mà có may ra như vậy mà có vạn sanh tịnh độ. Chứ nếu mình còn đắm đuối cái dục lạc, tất cả cái cuộc đời của thế giới hôm nay ta bà này đều là dục hết. Ăn cũng dục, đi cũng dục, nói cũng dục. Nói chuyện mà cũng về người ta mà phải lé lưỡi lé mồm ra để khiêu gợi dục người ta ra. Tất cả đều dục hết. Mà nếu không xả được dục chừng nào đó, thì thân thể tâm hồn, thân thể mình cũng có khô dục. Thì tình độ không bao giờ mà hiện tiền được. Trước tiên phải xả hết tất cả, xả một cái của cả. Càng xả bao nhiêu thì tình độ nó gần về với mình bấy nhiêu. Bởi vì mình còn đắm đuối ta ba má, còn mê sai ta bà, mình còn ứa dục vòng của ta bà, thì làm sao tịnh độ nó nở hoa được. Cho nên tu tịnh độ là phải chán cái quả ta bà. Nhưng mà tôi nói như vậy thôi cho quý vị đừng có tự tử đó nghe. Chán mà tự tử là khổ nữa đó. Chán cái quả ta bà, chán cái cảnh dục thôi, nhưng mà luôn luôn vẫn an vui hạnh phúc để mà tu trong những cái ngày tháng mình còn ở quả ta bà. Đừng có mong muốn, đừng có bám víu một cái gì của cái dục này nữa. Thì có như vậy thì Tây Phương bắt đầu mới nở hoa cho mình. Do đó mà ngài thiền đạo đó, ngài lãnh đạo chúng đông đốc, ngài lãnh chúng rất là đông, đệ tử của ngài gần cả 400-500 người là ngài ở một cái tu viện rất là lớn. Nhưng mà trong lịch sử nói là ngài chuyên môn xả toàn bộ hết. Mỗi ngày niệm như vậy là 100-mấy chục ngàn danh hiệu Phật. Đi đứng nằm ngồi ngài đều niệm hết tất cả 24 tiếng đồng hồ. Bụng hoa nghi cử chỉ. Chuyên rộng tu tịnh độ. Không còn một cái cạnh nào nữa. Khi mà quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà quảng thứ ba là quảng đất á. Có mấy sản phẩm quảng mà cái quảng đất á. Mượn cái cạnh mặt trời mọc để mà quảng đất á. Thì lúc đó mình nhìn trong mặt trời, mình thấy cảnh tình đồ Tây Phương ở bên trong mặt trời. Cái kinh này hay lắm, không biết quý vị đã học chưa? Kinh này rất là hay. Mình chuyên nhất, mình tu như vậy, thì chắc chắn một năm là mình được thấy cảnh tình đồ liền. Nhưng mà nếu mình không dùng phương tiện đó, mình giả quán đó, để mà thấy chân quá. Đầu tiên là mình giả quán, nó mượn cảnh. Rồi sau đó bắt đầu mà khi mà cái cảnh giả nó hiện ra, bắt đầu chứng nó hiện, thì lúc đó mình cần cảnh giả nữa. Nhưng mà ngài thiền đạo á, ngài sống bên quả ta bà mà ngài thấy quả Tây Phương cực lạc ở bên quả ta bà.
Bởi vì Ngài xả hết tất cả những cái dục. Mà tại sao được gọi là ta bà? Ta bà là ngũ trược, là ái dục. Nhưng mà khi Ngài xả hết tất cả thì tự nhiên cảnh Tây Phương nó hiện về với Ngài, chứ không có hiện về với mình. Vì vậy mà Ngài không còn tham một cái gì hết. Còn bây giờ mình ấy, có cái máy iPhone của Mỹ rồi thêm mua thêm cái nữa của Trung Quốc nữa. Mua thêm cái của Đại Hàn nữa. Thì tá bà còng tá bà thì làm sao mà tình đồ làm sẽ có được. Cho nên xả hết. Là hồi xưa mình chưa tu tình đồ đó. À, mình mua cho nhiều. Bây giờ xả hết đi. Ai cần cho đi. Ai cần cho thì cho họ đi. Chứ đừng có bám phiếu đó nữa. Thì Ngài thiền đạo đó. Ngài cho hết tất cả những cái gì mà Ngài có. Chừng đó không thôi là mình thấy cái đức hạnh. Đây, cái cúng dường và cái bộ thị đây là tu tam phước đó. Tam phước đó. Tam phước là hiếu thảo với cha mẹ, kính trượng với sư tăng, trì trái giữ giới, làm tất cả những công đức đó là tam phước đó. Nhờ tu cái tam phước này, mà tam phước này chính là ba cái quán số cùng. Thường quán, trung quán và hạ quán. Một cái quán như vậy có ba cái quán. Thường trung và thường hạ là một quán. Trung thường, trung hạ là một quán. Hạ thường, hạ trung và hạ là một quán. Như vậy là ba quán. Mà ba quán này thành quán thứ 13, à, quán thứ 14, quán thứ 15 và quán thứ 16. Ngài xả bỏ hết tất cả, xả của cả để mà bố thí cúng dường. Có bao nhiêu vật chất, ví dụ như Phật tử họ tự hết cúng dường cho Ngài một cái y, cái đem cúng dường thầy trí sự, đem cúng dường thầy trí sự, cúng dường cho Ngài một chút thức ăn. Ngài phải bỏ trong phòng ăn riêng, mình lẹn lẹn ăn riêng đâu. Đấy chưa? Đem nó chia cho chúng tăng ăn. Tâm Huệ ông tập theo. Một lần Phật tử mà bưng một cái tô mì tới, nói ông ăn cho nó khỏe. Tôi nó khỏe chứ nổi. Tôi ăn như vậy mà đại chúng ngồi như vậy mà làm sao tôi ăn nổi. Đem xuống, chia nhau ra mà ăn gần chút. Cho nên bên chùa Trúc Lâm á, khi tôi ăn tô hủ tiếu thì quý vị phải ăn tô hủ tiếu. Còn tôi ăn tô hủ tiếu mà quý vị nhá miệng mì khô như vậy, nhưng mà sao tôi ăn được. Như vậy nó không có tình đồ rồi. Tình đồ không có được. Tình đồ là bình đẳng. Thầy ăn như thế nào thì trò ăn như đó. Nhưng mà khi ngủ với cái hầu thì phải hầu thầy. Thầy già là thầy ngủ mấy cái ngựa ván được, cho thầy ngủ tầm nệm. Còn quý vị con trẻ thì quý vị ngủ ngựa đi. Rồi về bữa già rồi ngủ nệm. Còn ăn là phải bình đẳng như nhau. Chứ ăn phải bình đẳng. Còn ăn mà thầy thì ăn ngon mà trò ăn dở thì tình độ không có. Không bao giờ có tình độ. Chân đó làm cho được cái đạn. Chân đó làm cho được mình mong về tình độ được. Đây là tám phước. Tám phước mà. Thì Ngài thường đạo mới làm chuyện đó. Cuộc đời của Ngài làm chuyện đó. Cho nên Ngài được giải thoát. Tại sao mình không được giải thoát? Bây giờ mình nói nhỏ nhẹ chút thôi. Cả bên kia họ nghe họ mấy cái người mà họ chưa tôi nghe họ buồn họ chữa tôi chết. Tại sao mình không được giải thoát? Bởi vì mình còn bám vợ, bám con, bám tiền, bám lâu đài, bám đất nước đi để mà xây lâu đài, phá cái rừng hết mà xây lâu đài. Thế như vậy nó xuống địa ngục mà ngồi cho tình đồ, nó cái chỗ đó có được. Sự thật như vậy đó. Nhưng mà không ai dám nói sợ mất của, nói sợ mất. Nhưng mà cái thế giới ta bà này có gì đâu để mà mất. Nói hôm nay mà ngày mai chết thành cuộc sướng lắm. Sướng lắm. Quý vị cứ muốn nói thì cứ nói đi. Quý vị nói được mà ngày mai nói được một câu như vậy là ngày mai sẵn tình đồ liền đó. Mình nói một câu. Người ta nói một câu. Mà lời cho cả thiên hà thì vẫn nói. Còn nói cho một câu mà phải cả tăng hoang cả sự nghiệp thì đừng có nói. Cho nên nói một câu mà cả xã hội đều bình yên hết cả thì đó là tình độ. Đó là cái lý của tình độ là như vậy. Cho nên tình độ là bình đẳng. Tâm bình đẳng.
Thầy ăn như thế nào là phải cho ăn như thế đó. Xin lỗi quý vị, nó nhỏ hơn cả ông la. Có những lần tôi qua bên Âu Châu, tôi ăn tôi thấy tôi cũng tội Phật tử. Tôi tội thiệt tội lắm. Tôi thỉnh thoảng tôi còn nói. Đó, thỉnh thoảng tôi cũng thấy mấy cái đó. Nhưng mà thôi kể nói chuyện nên không phải gì tốt. Hay. Thì Ngài Thiền Đạo là người chuyên cái bình đẳng tâm. Ngài thiết lập cái bình đẳng tâm như Đức Phật A Di Đà. Mà người nào mà có cái bình đẳng tâm là cái mắt họ đẹp lắm. Nó đen, nó xanh, nó đẹp lắm, không có trong trắng. Ít trong trắng. Nói theo tượng số mà người nó có trong trọng nhiều là người đó đá giống đa dục nhiều. Cho nên mà thằng mất cái trong trắng đi. Nhưng hôm nay tôi không phải dạy tượng số đâu, không nói tượng số đâu. Trong đen thôi. Cho nên Phật A-di-đà là cái này bạch hào uyển chuyển ngũ tu di mà. Mặc như một liên mà, như xanh mà nó đẹp lắm. Tay chân của Ngài là hoàn toàn tướng hảo trắng nghiêm. Bình đẳng vị tha vô cùng. Như một người cha lành. Quý vị biết Ngài tu đó. Khi mà Ngài tu ba cái nhân để mà để trở thành tịnh độ đó. Nên Ngài đi lượm từng cái rác. Ngài đi lượm từng cái mẹ chai đập bên lề vệ đường. Mấy cái đứa mà hàng say xưa bên ngoài quán rượu, bên cái chỗ mà bãi mà đồ xe và nơi cái chỗ mà đứng mà đợi xe đó. Nếu mình mà tu tịnh độ mình ra đó mình lượm. Thỉnh thoảng mình ra đó mình lượm mấy cái mẹ chai đó. Để bỏ trong cái thùng rác. Những cái đó là cái công đức. Những cái công đức. Chứ công đức nào nữa đâu. Không có công đức nào nữa hết. Tất cả những nhất cử nhất động của người tu tịnh độ là đều công đức hết. Mà công đức ở đây là công đức không được cố chấp và bảo thủ và giữ của. Xả hết tất cả những cái dục vọng tài sắc chánh thực thủy, sắc thanh hương vị xúc, tất cả phải xả hết, trả cái quả cực lạc, cái quả dục này. Thì mình về tịnh độ rất là nhanh. Một mặt á, thì tu về công đức. Một mặt á, thì tu về quán. Và một mặt thì tu về niệm Phật. Cho nên trong cái pháp môn này nó có hai. Nhưng mà khi đi qua cái phương pháp đó, cái phương pháp tu quán mới nói cái này. Đó cho nên Ngài Thiền Đạo đó là cái người mà gương mẫu nhất. Một vị tổ thứ ba của Tân Tịnh Độ. Nhưng mà Ngài tu về cái kinh này. Ngài tu về cái kinh quán vô lượng thọ này. Chứ Ngài không tu về kinh vô lượng thọ. Thường thường mấy cái người mà họ tu vô lượng thọ đó, họ niệm Phật á, à, niệm nhiều quá đôi lúc cũng dễ chết yếu lắm. Niệm nhiều quá mất hết chi quách ấy, tại mặt ấy. Niệm một cái hơi nó ra nhiều quá. Mà tôi nói sự thật. Cho nên mà đây cái phương pháp mà tôi mà niệm Phật, chuyên niệm Phật á, thì gọi rằng là niệm Phật nhất tâm bất loạn, gọi là tám muội định. Thế đây là mấy một mặt thôi. Đây là kinh vô lượng thọ nói. Nhưng mà Ngài Thiền Đạo á, Ngài không tu cái kiểu mà kinh vô lượng thọ, mà Ngài tu kinh quán vô lượng thọ. Cũng giống như Ngài Tuệ Viện á, vào đời nhà Tịnh á, đời nhà Tịnh của Trung Quốc á, Ngài tu bấm châu tám muội. Ngài tu bấm châu tám muội. Bởi vì lúc đó đó, hình như kinh quán cái kinh vô lượng thọ chưa được qua. Và ở nơi tay của Ngài chưa có kinh vô lượng thọ, mà chỉ có kinh bán châu tâm muội thôi. Cho nên Ngài mới tu cái kinh bán châu tâm muội. Trong kinh bán châu tâm muội nó có những cái rất là tuyệt, mà nó chỉ cho mình cái cách tu khổ hạnh. Khổ hạnh là có như mình hành xác. Ngài Thiền Đạo Ngài tu bán châu tâm muội 3 tháng không ăn, xin lỗi, có ăn ít mà không ngủ 3 tháng. Mình ngủ đêm ngày được không? Tại mặt nó tụt bụt mép liền đó. Bên chỗ hành tận mới có cái, có hai cái cặp bạn bè đó, cả hẹn là hè nhau mà tôi bắn cho tâm 14 ngày. 4 người. Mới lúc đó có tôi nữa. Không ngủ. Một ngày một đêm mà ăn thì ăn đứng. Mà tôi một ngày một đêm mà cũng chưa thể cạnh trình độ hiền một chút nào hết. Với mệt quá mà nội sân đi. Mệt quá mà nội sân. Khi mà nội sân thì tự nhiên
tất cả những cái nghiệp ác nó hiện ra. Cho nên mình chưa đủ có một số họ chưa đủ cho thì họ đừng có tu kiểu đó. Nếu mà ngài thiền đạo đó mình tu tới 3 tháng, tu về 3 tháng, cho nên cái lực của ngài càng đỉnh đó, cái đỉnh của ngài bao nhiêu thì ngài thấy cái tây phương rõ ràng bấy nhiêu, cho nên ngài mới chỉ cho mình con đường mà tu trong này. Rồi trong này ngài có viết ra mà ngài chú giải, có những cái từ mà ngài tự bày ra, ngài tự bày ra. Rồi lâu nay mình tu học thì mình không biết là mình là tượng của Phật, những cái từ nào của Phật nói thì mình sẽ nói cho Phật, những cái từ nào của tổ nói thì đấy là của tổ. Ví dụ như phân ra những cái cảnh trình độ đó, 4 cảnh trình độ đó là cái đấy các vị tổ Trung Quốc nó phân ra thực bảo trang nghiêm độ, thường tịch quan tịnh độ, thực bảo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thành đồng cư độ. Tất cả những cái này là các thầy Trung Quốc nói, nhưng mà mình cứ tưởng của Phật nói. Bây giờ đọc trong kinh thì có những kinh nào còn nói mà cái đó không? Không có. Các vị tổ Trung Quốc đưa ra, nhưng mà các vị tổ Trung Quốc các ngài chứng được cảnh trình độ, ngài thấy được cảnh trình độ khi các ngài quán thể trình độ, cho nên ngài nói ra. Bây giờ nội dung của tôi nói nội dung thôi, chứ nếu mà còn thì giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi vô từng pháp quán một. Mà nếu nói nội dung mà hết giờ rồi thôi thì bắt đầu cái bài pháp tiếp tục, mình sẽ đi sâu vào nội thì từng pháp quán một để tu. Bây giờ mình nói trên lý để cho nó rốt ráo cái đã. Cái thứ nhất là ngài đưa ra nhiều pháp môn. Ngài đưa ra nhiều pháp môn trong cái đề tài thứ hai đó. Cái đề tài thứ hai là cái bằng gọi là nói về danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật A-di-đà là cái danh hiệu của ngài. Nam mô là kính lễ rồi, cái chữ A là vô, chữ A là vô, còn Di Đà là thọ lượng, chữ Di Đà là thọ lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Phật A Di Đà gọi là vô lượng thọ. Nhưng mà mỗi vị Phật á, nó có 3 đặc tính: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Trong 12 hành nguyện của Phật Di Đà đó, vô đội quang Như Lai này, vô ngại quang Như Lai này, tất cả những cái đó Phật A Di Đà có hết. Đức Phật A Di Đà ngài có tất cả vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nhưng mà đặc tính của Phật vô lượng thọ đó thì ngài thọ lượng ngài vô biên, thọ lượng của ngài vô biên. Còn vị thiền sư họ thiền sinh đó, ông có biết Phật cái đà thọ lượng bao lâu không? Thì vị thiền sinh này bạch ngài là Đức Phật ai đà thọ lượng của ngài dưới núi Tu Di. Như nỗi tu gì mà nỗi tu gì nó thọ lượng là từ khi thế giới nó sinh cho đến nó đến thành là cả hàng tỷ kiếp rồi. Cho nên cái sự thọ mạng của Đức Phật A Di Đà mà trong thời quá khứ mà 10 kiếp đến hôm nay rồi, 10 kiếp rồi chứ không phải bây giờ, nhưng mà ngài chưa nhập diệt. Đức Phật A Di Đà vẫn chưa nhập diệt, cho nên mình mau mau mình tu gấp đi để về Nga, nhưng mà nhập diệt thì mình thấy đó.
Thế nếu mình tu là mình luân hồi lại thì cuối cùng mình đi trong lục đạo thì mình không làm thân người nữa thì mình cũng thể Phật. Thế nên gọi là tu mau mau kiểu trẻ đó. Nếu là cái thời gì ở hôm nay nó còn cái gì đâu nữa mà mê muội nó, mà thích thú nó. Tôi tuy rằng tôi dặn về cứu xả duy thức cũng hay lắm, nhưng mà cuối cùng tôi cũng phải niệm Phật. Tôi cũng phải nghiên cứu kinh Tịnh Độ để giải nó quý vị. Và khi tôi nghiên cứu vào Tịnh Độ sâu thì tôi an lạc lắm. Tôi an lạc vào từng cái đoạn kinh của Tịnh Độ lắm. Thì trong Phật A Di Đà đó, Ngài có vô lượng quang. Cái đặc tính của Phật Di Đà là vô lượng thọ. Thọ lượng vô cùng. Nhưng mà khi Ngài nhập diệt là cái bản thể nó nhập diệt thôi. Chứ cái thọ từ sọ màng của Ngài không bao giờ nó mất. Thì khi Ngài nhập diệt đó thì Ngài giao lại cho Đức Phật Quảng Thế Âm Bồ Tát. Trong cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ này không nói vấn đề lịch sử. Không nói vấn đề lịch sử của Phật A Di Đà. Và không nói những cái công hành tu ba tăng kỳ kiếp của Phật A Di Đà. Và không nói cái duyên khởi mà Đức Phật A Di Đà là Kiều Thích Ca đó, là vua Kiều Thích Ca đó, là trước khi Pháp Tạng Như Lai, Pháp Tạng Tỳ Kheo đi tu đó, và chưa đi tu đó, là một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, có vợ có con đàng hoàng, có vợ có con, nhưng mà không còn nói, không còn nói, nhưng mà có cha. Cha là Nguyệt Thượng, cha là Nguyệt Thượng, mẹ là Diệu Nhân, Thu Diệu Nhân. Cái biên cương của Ngài không biết ở nước nào đó mình không biết, mà trong thế giới này, trong cái ta ba này không có. Tức là cái nước Kiều Thích Ca. Nhưng mà hôm nay mình phải giảng về lịch sử của Đức Phật như kinh Quảng Vô Lượng, như bên kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà trong này cũng nói vẫn cái danh hiệu của Phật, cho nên mình nói một chút vậy thôi. Nhưng mà khi mình giảng đó, thì mình mượn cái kinh Vô Lượng Thọ. Mình mượn kinh Vô Lượng Thọ để mà biểu dương cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Phật nào cũng có ba cái đó hết. Tại sao Đức Phật Thích Ca Ngài chỉ thọ 80 tuổi? Đức Phật Thích Ca Ngài còn thọ lượng vô biên như Phật Di Đà vậy đó. Những Ngài sinh ở ngoài ta bà này thì Ngài còn phải phương tiện 80 tuổi thôi. 80 tuổi là cái tuổi đẹp nhất. Còn 70 tuổi thì hơi ít. Mà 90 tuổi thì hơi nhiều. 80 tuổi là vừa rồi. Trung bình rồi, đi cũng được, ăn cũng được, răng cũng chưa đến độ rụng. Còn mà 90 tuổi là rụng răng thì khổ nữa. Cho nên chỉ 80 là vừa rồi. Trung bình thôi. Ngang đó thôi thì không có được nhiều. Mà 60 tuổi thì tồi lắm. Chưa hưởng thụ chưa hết. Được chưa? Cho nên ngang 80 Đức Phật 80 tuổi là ok. Còn Đức Chúa Giê-xu 30 tuổi tồi quá. Được chưa? Đức Giê-xu 30 tuổi quá tồi lắm. Tại sao không cho thêm 20 năm rồi 50 tuổi đi. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, mình nói chúng ta thôi, là Đức Phật của những loài đó, 80 tuổi là cái tuổi trung bình nhất, không già không trẻ. Nhưng mà Ngài lấy cái tuổi đó. Đó, bây giờ mình nói vật lịch sử Phật Thích Ca thì nó dài dòng ra, nó mất hết thế giới. Chứ Ngài kéo thò màng ra đằng là nó kéo thêm 4 chục tuổi nữa, là thành 120 tuổi. Nhưng mà Ngài là ngang đấy thôi. Chứ thực ra Đức Phật Thích Ca là Ngài cũng có thọ lường cũng như Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đặc trưng của Phật Di Đà là vô lượng thọ. Đó. Mỗi thầy nó có một cái đặc tính thì mỗi Phật nó có đặc tính. Đặc tính của Đức Phật Thích Ca là đặc tính hành nguyện tinh tấn. Còn đặc tính của Phật A Di Đà là đặc tính từ bi. Cho nên khi từ bi thì tất cả cái từ khuôn mặt, từ cái tay, từ cái chân đều nó biểu hiện qua từ bi hết. Mình nhìn cái tay một người nữ, một người nam, mình biết họ có từ bi hay không bằng tay.
Mình nhìn bàn tay họ là mình biết bàn tay giết người. Bàn tay họ là bàn tay nói dối. Chứ không phải cần có họ nói dối mình mới biết họ nói dối đâu. Nhìn bàn tay là họ biết nói dối. Nhìn bàn tay là họ biết đòi hay là giàu nó bàn tay đó. Bàn tay mà cuộc ngục mà hàng năm khúc như vậy là nghèo khổ lắm. Còn bàn tay Phật Di Đà là nắm ngẩn. Nắm ngẩn. Bởi vì những người mà hòa sĩ nó chưa đủ trình độ, chưa đủ phước đức để mà hòa đức Phật Di Đà. Nhưng mà có nhiều hòa sĩ mà họ có phước đó. Mà hòa tượng Phật Di Đà mà họ thể cái tượng Hảo Trang Nghiêm thì người hòa sĩ đã có phước. Càng có phước bao nhiêu thì hòa cái tượng của Phật nó càng đẹp bấy nhiêu. Cho nên quý vị thấy có những cái quý vị mà thấy mà đúc chuông đúc tượng vậy đó. Họ làm cái gì? Họ phải ăn cháy, họ niệm Phật để đúc cái tượng cho nó đẹp. Còn mà đẹp như đi sư của mình đó mà không ăn không có tu phước đức mà đúc một cái tượng nó sủ đuối như vậy sao được. Cho nên bên Quảng Hiền, họ thường Quảng Hiền đúc cái tượng đó cũng nó đẹp, kinh khiết đẹp. Người ta nói là đây là cô Phật tử. Người ta là cô Phật tử. Đó cho nên cái tượng của Phật Di Đà đó, bởi vì cái phước đức của Ngài vô lượng, cho nên tất cả từ mắt, tai, mũi, lưỡi đều tượng Hảo nó đẹp hết. 32 tượng chưa đủ. Cái hành nguyện của Phật Di Đà là cái hành nguyện từ bi. Từ bi nó biểu hiện qua từng ngón tay, từng cái chân, từng cái lông mày. Mình nhìn cái lông mày của mọi người không mà người vụ xuống đó là mình biết là có từ bi. Còn mà những người mà chưa từ bi, cái lông mày nó xích ngược nó thế này nè. Nó xách nó thế này nè. Cho nên tên là Bồ Tát Sụ Mi. Mà hộ pháp thì dương mày. Bồ Tát là Sụ Mi. Mà hộ pháp thì dương mày. Bởi vì hộ pháp nó đánh má mà. Tất cả những người nào mà vô chùa mà phá chùa phá chiên ngay lấy đuôi cuối cái độc chất. Ngay lấy dương cái độc. Cho nên ngài phải dương mày lên như vậy được là hộ pháp. Còn Bồ Tát mà dương mày thì ngồi chứ được. Bồ Tát là đại bi mà. Bồ Tát nào từ bi hết. Bồ Tát từ sơ địa. Từ hành chủng. Hành chủng là khi có Phật tỉnh. Khi có Phật tỉnh. Để trong chú thích nói. Còn năm loại mà có những loại không có Phật tỉnh. Nhưng nhất thiện đề cũng có Phật tỉnh. Còn mình có nửa Phật tỉnh thôi. Mà nếu mình có Phật tỉnh hết thì mình thành Phật rồi. Cho nên mình có nửa Phật tỉnh thôi. Còn Bồ Tát á, từ hành tỉnh cho đến sơ địa Bồ Tát á, thì Bồ Tát này luôn luôn được chư Phật gia hộ. Tuy rằng các ngài ở trong sinh tử, ngài độ chúng sinh, nhưng mà luôn luôn lông mày của các ngài vẫn sụ. À, sụ mi. Thì Đức A Di Đà ngài có tướng hảo như vậy, cho nên tất cả những cái luồng hào quang, những 32 tượng tuột mắt tay chỉ là đẹp hết. Bên Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng có tướng hảo hết. Người nào cũng có 32 tượng hết. Và người nào cũng có 80 vẻ đẹp hết. Bây giờ thèm các xin nữa. Ai cũng giống nhau rồi thì ai có thiếu đâu mà thèm cũng. Thì người này thèm người kia. Sở dĩ cái người A mà thích người bé là bởi vì người A không có cái lưu mũi đẹp. Cái người A không có lưu mũi đẹp. Mà thích bà bé đó. Bởi vì bà bé có lưu mũi đẹp. Cho nên cái lưu mũi mà tẹt đó là thích lưu mũi cáo. Mới thích nhau cái đó. Cho nên mình yêu nhau là yêu cái khỉ đó. Yêu cái đó. Chứ không phải yêu cái gì hết. Mà khi đã yêu thì có cái sự phân biệt, cái tìm tòi, cái soi mắt, cái bảo thủ, cái giành giật lẫn nhau. Cho nên hàng mình loạn cái cõi ta bà này. Bây giờ mình mở nét ra mình coi đi. Giành nhật giao rồi đập nhau cũng vì vợ bỏ chung lòng tùm lum ở trên thế giới này. Còn với biến có. Người thì có, người không có. Cái người này đi ăn trộm người kia ăn trộm người nào với mình có tiền. Chứ ai còn có giàu như đại gia hết thì ăn trộm làm cái gì nữa. Mấy cái người mà nghèo khổ mà đi ngang cái nhà đại gia mà đứng mà trầm trồ chỗ nhà đẹp quá, nhà đẹp quá. Được gì mình có được nửa cái nhà như vậy. Tới đây thêm khác. Cái người thiếu thốn thêm khác cái người đại gia. Đó với cái quả nó ế trước mà. Cái quả ế trước quả tác ba. Cho nên cái thế giới này mà càng giàu bao nhiêu, cái người giàu bao nhiêu á, thì cái thế giới nó sẽ loạn bấy nhiêu. Vì vậy mà Đức Đạt Lai này qua bên Mỹ, ngài chế Mỹ rong đó.
cái mì gì mà kỳ cục vậy? Sống có bình đẳng như Âu Châu. Âu Châu người nào họ cũng có cơm ăn áo mặc, không có nhà ở hết. Còn bên Mỹ thì có những người đi bươi rạc mà cũng còn phải ăn nữa đó. Cái thế giới nó không có bình đẳng như vậy. Cái thế giới nó đau khổ như vậy. Bởi vì do cái tâm đó, tâm tham, tâm dục. Tâm tham, tâm dục của chúng sinh. Giành giật với nhau. Cho nên hàng người thành quậy về trực ta bà ngụ trượt. Còn Tây Phương cực lạc đó, toàn là thường thiện nhân hết. Ai còn có 32 tướng tốt hết. Thì làm chi mà người này thương người kia? Nếu mà người này thương người kia chắc là sẽ có bệnh đó, đó. Có bệnh giữa nam và nam, nữ và nữ đó, đó. Cho nên Tây Phương cực lạc không có ai. Không có ai. Không có ai, bởi vì người nào có tướng hào trắng nhắm hết. Đó là nói vấn đề gì? Cái đặc tính của Phật A Di Đà mà cái mục thứ hai nói như vậy. Phật A Di Đà ngài có vô lượng thọ, ngài có vô lượng quang. Đó. Vô lượng quang là vô lượng ánh sáng. Ánh sáng của ngài chiếu là khắp cả thế giới, khắp cả vũ trụ, cả 3.000 đại thiên thế giới. Ngài đưa tay ra ngài vớt mình đó. Nhưng mà mình không niệm ngài thì ngài cũng vượt được. Đức Phật luôn luôn là duỗi bằng tay ra đó. Từ bi của ngài luôn luôn là vô cùng vô tận đó. Cũng giống như ánh sáng mặt trời nó rọi ra cho mình đó. Nhưng mà không chiếu vào trong những chậu ấp được, không chiếu vào trong những cái nhà kín đóng cửa được, mình đóng cửa mặt trời nó rọi. Cho nên tu tịnh độ đó, đừng có tưởng rằng nó tha lực mà nó thành công đâu có. Tu tịnh độ mà ai nói tha lực không đúng đó. Làm sao tịnh độ mà tha lực được? Tu tịnh độ đó ít nhất là nửa tự lực. Không có tự lực không được vãng sanh đâu. Chứ đừng có phỉ bạn là tu tịnh độ là cứ niệm Phật rồi Phật cho về. Không niệm Phật rồi Phật cũng cho về. Cái tư tưởng như vậy là cái tưởng sai lầm. Tu tịnh độ ít nhất phải 70% tha lực. Như mình gọi Tây Phương vậy. Ngày duỗi bằng tay ra là cả con về ta đi, cả con phải khởi lên cái niềm mong cầu nhờ cái giáo huấn của Đức Phật dạy cho cả con khởi lên cái niềm mong cầu và con phải phát nguyện niệm Phật Di Đà nhất tâm bất loạn thì bên này ta mới cảm ứng, ta mới nở hoa, ta mới đón cả con được, có một cái sự cảm ứng với giáo nhau. Mẹ đưa tay mẹ với con mà con cứ xơi lưng thì làm sao mẹ vượt được. Cho nên trong này phải có tự lực khoảng 70%. Trong kinh Di Đà nói thường thường phải có tự lực trong đó. Mình tu mình nằm cả ngày như vậy, mình niệm Phật, mình là Phật ơi, Phật cứu con về, Phật cứu con về, Phật cứu không? Nắng cứu mà được không? Đứng dậy ngồi yên lặng, xe về hướng Tây, niệm đi, niệm khi nào nhất tâm bất loạn người ta cứu. Cho nên cái pháp môn này, cái pháp môn này gọi là đốn giáo, không phân biệt giàu sang phú quý, không phân biệt thường cảm, thường vàng hạ cảm. Hạ cảm là cái gì? Việt Nam mình thường nói là thường vàng hạ cảm. Không phân biệt. Ai nhất tâm bất loạn, niệm từ 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là hai niệm rồi, đến niệm đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về cực lạc hết, được ngồi đến tòa sen hết, được ngồi trên tòa sen hết. Nhưng mà ngài các ngài chia thường phẩm thường sinh đó, các ngài chia là chia như vậy thôi. Nhưng mà trong pháp môn này độn giáo đó mình ngồi thường phẩm thường sinh cũng được, chứ không phải thường phẩm thường sinh mà để cho chư vị Bồ Tát từ đệ tử địa lên đệ thất địa. Hôm nay tôi phân tích mà không phải phê bình,
Đây là cái lời phê bình rất nặng của tổ thiền đạo đối với các vị bên dưới thức học. Phân biệt người tu cao thì về cao, nhưng người xuất gia, đồng chứng xuất gia thọ trì năm giới, thọ trì 250 giới suốt cả cuộc đời thì được mới nhảy lên thượng phẩm thượng sinh. Còn như quý vị là chỉ hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm hạ sinh là cùng thôi. Mà nếu như vậy thì cái pháp môn tịnh độ nó không còn bình đẳng nữa. Cho nên ngài mới phá cái tư tưởng này. Vì vậy ngài tổ tuệ viện á, mà tuệ viện nên phải là tuệ viện ở Lô Sơn. Mà tuệ viện ở đây là tuệ viện đời nhà Lương vào thế kỷ thứ 5. Ngài tuệ viện này cũng rất giỏi, một vị học giả rất nổi tiếng, người chuyên về chủ giải về kinh Quảng Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và tất cả những cái kinh đại thừa. Thì trong này ngài có để ra, ngài có phân tích như vậy, cho nên bị ngài thiền đạo không đồng ý, cho nên ngài thiền đạo ngài mới điều chỉnh lại. Thì hôm nay mình đưa một chút để mình nói về thôi, chứ chưa phải đi vô mục chính, đang nói mục một. Cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ này đó mà giảng hiện nhất cũng gần cả 4-5 tháng, mà giảng liên tiếp cũng chưa hết. Còn một tháng một thời như vậy chăng giảng chắc cũng là 10 năm, giảng đến khi nào vận sanh mới hết giảng lắm. Đúng không? Giảng khi nào vận sanh mới hết giảng luôn. Bởi vì bốn cuốn nên nó dài lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng thêm mắm muối vô cho nó vui về mà học đó. Thế hồi sáng giảng cái kính cấu xạ nó điếc quá, nó điếc tai quá. Giảng cái kính này nó nhẹ nhàng mà nó dễ nghe mới dễ hiểu. Đó. Thì bây giờ mình đưa qua mục sáu. Ngài nói cái kính quảng kính đó, là Đức Phật thiết lập về kính độn giáo. Độn giáo ở đây là không phân biệt giữa nam và nữ, giữa người xuất gia và người tại gia, tất cả ai cũng được phẳng sanh hết. Không phân biệt là thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh chi hết. Thì ngài tuệ viện ngài nói cái thượng phẩm thượng sinh để cho tất cả những cái vị đại bồ tát từ tứ địa lên đến bảy địa, địa thứ tư lên đến địa thứ bảy là lúc là những cái vị này đó là họ có thần thông tự tại. Các ngài có thần thông tự tại rồi, cho nên một số thầy giảng đó lúc bị hết, các thầy nói tất cả chư vị đại bồ tát vẫn cầu sanh tịnh độ cả nó sai. Đây tôi dựng chứng cho quý vị để quý vị thấy. Mà cả này ngài tổ thiền đạo ngài cũng nói không có, bởi vì ngài nói cái điều này để ngài phá cái tư tưởng của ngài, của các vị tổ mà chủ giải về thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm thượng sinh, để ngài phá cái tư tưởng mà bồ tát cầu vãng sinh. Từ tôi sẽ nói tại sao bồ tát không cầu vãng sinh, nhưng mà có một số quý thầy giảng là bồ tát cầu vãng sinh. Nói bồ tát cầu vãng sinh thì kỹ của các thầy nói là bồ tát mà vẫn còn cầu vãng sinh nữa, huống chi mình là phàm phu mà mình không vãng sinh. Đó là cái ý các thầy như vậy, nhưng mà thực ra không phải chỗ đó. Cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ đó là cái kinh nói cho phàm phu, chứ không phải nói cho bồ tát, không phải nói cho bồ tát. Bồ tát không cần cầu vãng sinh nữa. Bồ tát từ tứ địa là địa thứ tư đó, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, thất địa, lục địa, bát địa, cửu địa và thập địa đó. Từng địa như vậy mà có 52 vị, 52 giai tầng đó. 50 giai tầng là bắt đầu qua đến đẳng giác, rồi qua đến diệu giác, là cả hết là 52 tầng là thành Phật. Nhưng mà từ sơ địa đến bát địa đó là bồ tát này vĩ đại quá rồi. Các ngài này đã có thần thông tự tài, du hỷ tự tài đi khắp mười phương.
Mà những cái vị từ sơ địa bát địa này đó, từ tự địa đến bát địa để thức địa đó, quý vị biết các ngài ở đâu không? Các ngài ở đâu quý vị biết không? Bên Tây Phương Cực Lạc nó có bốn cõi. Cõi thứ nhất là thường tịch quán tịnh độ. Mà thường tịch quán tịnh độ là trú biển cả pháp giới. Ở ngay trong, xin lỗi quý vị nói nặng, ở ngay trong trong restroom của mình đi toilet vẫn có thường tịch quán tịnh độ trong đó. Đến đó trên lý. Cho nên Đức Phật A Di Đà là trú biển cả pháp giới, chỗ nào còn Phật, có Phật A Di Đà hết. Chỗ nào vẫn có Phật A Di Đà là thường quán tịnh độ. Nhưng mà ngài tịnh không ngài giảng á, ngài là thường tịch quán tịnh độ là ở bên Tây Phương mới có. Đó là ngài tịnh không ngài nói. Nhưng mà thường tịch quán tịnh độ là chú biển cả pháp giới. Ở bên Ta Bà này vẫn có thường tịch quán tịnh độ. Đức Phật A Di Đà vẫn đi lui đi tới về mình, chúng ta thường ngài mình không biết. Đó là cảnh lý. Đó là trên lý, thường tịch quán tịnh độ trên lý. Nhưng mà có lẽ là ngài giảng vấn đề trên sự. Cho nên thường tịch quán tịnh độ là vắng lặng. Khi tâm mình vắng lặng rồi thì cả thế giới bao la vũ trụ đều vắng lặng hết. Cho nên gọi là thường tịch tịnh độ, thường tịch. Bây giờ bên núi Linh Thử có thường tịch quán tịnh độ không? Bên núi Linh Thử vẫn có thường tịch quán tịnh độ. Cho Phật A Di Đà và chư vị Bồ Tát và chư vị Thánh Tăng. Còn mình thì không thấy. Mình thấy cản sinh rất nhiều trong đó. Mình thấy bên núi Linh Thử có cản sinh rất nhiều. Đôi lúc gãy tay gãy chân cùi tùm lum la đó, mình không có thường tịch quán ở bên đó. Nhưng mà thường tịch quán bên núi Linh Thử là chỉ để cho cái cảnh tịnh độ của chư Phật và chư vị Bồ Tát và chư vị A La Hán thường lái vạn ở bên đó. Nhưng mình không thấy. Cho nên thường tịch quán ở tịnh độ ở trên lý là hoàn toàn chốt biển cả pháp giới. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực bảo trang nghiêm độ. Thất bảo trang nghiêm độ là của cõi Tây Phương, của bên Tây Phương. Thất bảo đó là cái phước đức, cái này gọi là bảo thân Phật chứ không phải pháp thân Phật. Pháp thân Phật là pháp, là tất cả ai ai cũng có pháp thân Phật hết, ai ai cũng có thường tịch quán tịnh độ hết. Nhưng mà thường tịch quán tịnh độ của mình á, bị vô minh nó vùi lấp, cho nên mình nằm trong phàm phu. Mình ở trong sinh tử. Mình ở trong sinh tử nhưng mà mình cũng vẫn có thường tịch quán tịnh độ. Mình xuống địa ngục, nhưng mà trong địa ngục đó thỉnh thoảng khi mình khởi cái tâm đại bi thì tự nhiên thường tịch quán tịnh độ nó hiện trong địa ngục. Cho nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài phát Bồ Đề Tâm ở dưới ngục A Tỳ đó, có thương tịch quán tịnh độ, ngài khởi lên cái tâm đại bi khi ngài thấy mấy cái vị mà tội nhân bị hành hạ, bị ngục tốt đâu trấu nó tra đó, và ngài là thôi ngưng lại đừng có tra nữa, ngưng lại đừng tra họ, nó tội họ. Từ những ngày ngài phát Bồ Đề Tâm, ngài sanh thiên liền, từ cái cạnh địa ngục nó sanh lên thiên liền. Thế đó là thương tịch quán tịnh độ. Và gọi là pháp thân độ. Pháp thân độ là pháp thân chư Phật đó. Mà pháp thân chư Phật thì tất cả chúng sinh ai ai cũng có hết. Nhất thiết đề vẫn có pháp thân chư Phật. Nhất thiết đề vẫn có. Cái lý này đấy, cái lý này của bên tịnh độ đấy, nhưng mà bên chư Thức không chịu. Cho nên họ mới đưa ra là ngũ chủng Phật tính. Họ đưa ra ngũ chủng Phật tính. Những người nào có Phật tính, mà những người nào không có Phật tính. Ví dụ như họ là nhất thiện đế có Phật tính. Đó. Rồi thanh văn định tính vẫn không có Phật tính. Còn ba loại kia thì có Phật tính. Còn phàm phu cũng phát Bồ Đề Tâm có Phật tính, nhưng mà nửa Phật tính thôi. Còn chỉ có Phật mới Phật tính phiên bản. Còn bên đại thừa này á, bên kinh độn giáo của tịnh độ này thì ngài nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết. Mà đã có Phật tỉnh rồi đó thì tất cả được sinh về tịnh độ hết, chứ không có ai cũng có sinh. Cho nên ngài nói là tư thường tân định hạ cảm,
Hà cảm là cứ thêm vào thôi, chẳng có hà cảm. Hà cảm là phàm phu đó. Tư thường tân cái định phàm phu mà không có tội ác á, tức gọi là hà cảm. Nói cho dễ như vậy. Tất cả đều vãng sinh về Tây phương cực lạc hết. Đấy còn cái nói. Nhưng mà trừ hai loại người. Trừ hai loại người. Thật ra hai cái người nó không có ác. Không làm ác. Cho nên có những kinh mà nó hơi làm một chút. Ngu nghịch thập ác mà kinh quảng kinh á. Ok về đi, về ta. Đức Phật cho về. Nhưng mà hai người kia không phải làm ác mà là về không được. Cho nên trong quảng kinh nói từ thánh cho đến phàm phu mà ác cỡ nào nhất nhưng ngu nghịch và thập ác. Thập ác là 10 thiện đó, 10 điều thiện mà bây giờ làm cục ngược là thành 10 điều ác. Thân tâm khẩu tử và ý tâm gọi là 10 điều ác. Chứ ngu nghịch là giết cha giết mẹ. À đó, đã làm thân Phật chạy mạo phá hợp tăng 5 điều như vậy gọi là ngu nghịch mà vẫn về được với Phật. Vẫn về với được tình độ. Nhưng mà lại trừ hai người mới lạ đó. Trong quảng kính nói. Mà trong Di Đà Vô Lượng Thọ cũng nói. Đó là phỉ báng tam bảo. Dễ sợ. Phỉ báng tam bảo. Mà phỉ báng tam bảo đây là phỉ báng kinh đại thừa. Cho nên mấy thầy, mấy người về đó có chừng đó mà dạng mà bác tình đồi, bác Pháp Hoa Niết Bàn có chừng đó. Bác đại thừa. Và cả thứ nhất. Và không tin cái kinh này. Không tin cái kinh này. Cho nên không về được. Làm sao về được? Không tin sao về? Không tin để xây lưng sao về được? Đức Phật là về ta đi. Ở cõi ta bà đau khổ lắm. Thức tình lục dục rồi. Mà nói thôi đừng có bao giờ mà đừng nhịn vô nữa nghe. Đừng có dính nữa mà cuối cùng cũng dính nữa mà. Có cái ông kia ông đau khổ bằng cuộc tình mà tới 4 năm cuộc rồi. Đau thương một lần. Đau tình như vậy là gần tới 10 năm trời. Mà đau thương cuộc tình tới 50 năm như vậy thì còn gì cuộc đời nữa. Rửa mà cũng bò cũng trưa. Vẫn còn tiếp tục cuộc thứ 6. Thế Đức Phật là về ta đây mà vẫn không chấp nhận chưa về. Không tin mà nó sao về. Cho nên tin thì về, đây là đó là cái ý nghĩa như vậy. Đó là cái ý nghĩa tin này, tin là tin như vậy đó. Chứ không phải là tin không có Phật. Tin giáo pháp của ta. Ta nói sự thật, mà giáo pháp này cũng phải là giáo pháp của Phật Di Đà nói. Đức Phật Di Đà nói kinh Quảng Vô Lượng Thọ. Đức Phật Di Đà không nói kinh Vô Lượng Thọ và tất cả những kinh Đức Phật Di Đà không nói. Đức Phật chỉ có đưa tay vượt thôi. Mà chỉ cái kinh này Đức Phật bổn sư nói. Nó mình tin này. Một bên thì Phật Thích Ca nói, một bên thì đưa tay rất vượt. Anh em ruột mà. Người em giới thiệu người anh mà. Đức Phật Thích Ca là em thứ 16 trong kinh Pháp Hoa đó. Mà không tin sao được. Mà cuối cùng vẫn không tin. Không tin thì cuối cùng không về được thôi. Cho nên cái kinh này đó là cái kinh mà năng tiến chi pháp. Bây giờ đang tự là cái mà thật bảo trang em độ cả nó đi xa vấn đề. Tại sao Bồ Tát mà không cầu vãng sinh? Thì cái kinh này nói cho ai? Cái kinh này không phải nói cho Bồ Tát. Ngài Thiền Đạo nói Bồ Tát không thể nhờ bà Vi Đề Hy mà xin chọn với Đức Phật Di Đà để xin chọn với Đức Phật A Di Đà để mà cầu sinh tịnh độ, đó là cái sai lầm, không có. Bồ Tát không làm cửa đó. Cho nên trong cái quảng kính đó, nó có hai mặt, một mặt là bà Vi Đề Hy bà tự nói, một mặt để khi nào đi vô nội dung tư vị phân tích cho quý vị để quý vị rõ ràng. Một mặt là bà Vi Đề Hy bà tự nói, còn một mặt các là Đức Phật tự nói, cho nên cái kinh có hai mặt. Vì vậy có cái mục thứ 5
rồi còn nói năm, nói có sáu mục, thì trong đó nói nó nguyên nhân mà bà Vi Đề Hi bà cầu khẩn để cho nên mới có pháp môn tịnh độ này. Thì bà Vi Đề Hi đó, bà là cái người đại diện cho chúng sinh trong hiện tại, của trong đời bà và trong tương lai, để mà thưa thịt Đức Phật, để nói cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ này. Cho nên vì vậy mà hằng có 16 pháp quán, rồi nó có 8 phước, rồi từ đó các vị tổ các mới chia ra định thiền và tán thiền. Nó rất là hay, định thiền và tán thiền. Cho nên duyên khởi mới có cái cách này. Nhưng mà khi tôi đọc các, tôi ngồi tôi suy nghiệm, tôi không biết cái kinh này nó nói trước cái kinh Vô Lượng Thọ và cái kinh Tiểu Di Đà hay là kinh, hay là kinh kia nói trước. Thì tôi ngồi tôi lý giải theo ý tôi đó, để lý giải theo ý tôi thôi, tôi nói chắc kinh này nói trước, cái kinh Quảng Vô Lượng Thọ nói trước. Bởi vì bà Vi Đề Hi bà còn nói câu trong kinh này mà tôi đoán được. Bà nói bắt đơn thể thôi, không có ai khổ bằng con hết. Một đứa con sinh ra mà bắt cha mà bỏ trong ngục, rồi bắt mẹ mà giam, giết cha mà bắt mẹ mà giam, một đứa con nghịch tự như vậy đó, thì cái thế giới này nó đau khổ như vậy, làm sao mà con ở cho được. Đây là cái duyên khởi để cho bà Vi Đề Hi mà thưa về Đức Phật, để Đức Phật nói kính Quảng Vô Lượng Thọ. Nhưng mà câu thứ hai bà này, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một cái thanh tịnh nghiệp xứ. Đó là cái câu chữ hát trong Quảng Vô Lượng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nói cho con cái thanh tịnh nghiệp xứ. Thanh tịnh là cái thế giới tán nhóm thanh tịnh của cực lạc Tây Phương. Còn nghiệp xứ là nơi cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà mà đã vô lượng vô biên kiếp ngày hành Bồ Tát đạo, cho nó là nghiệp, đó là hành động của Phật A Di Đà, hành động cái vấn đề công đức, là tu công đức, là tích tập công đức, lượm từng cái gái, lượm tâm từng cái mẹ cha, tâm cái lượm từ cái rác, cho nên hằng cõi công đức. Bây giờ Đức Thế Tôn xin ngài chỉ cho con cái thánh tịnh nghiệp xứ. Thì cái đoạn này mình mới đoán được. Thì như vậy kinh Vô Lượng Thọ chưa còn nói trước. Tôi đoán vậy thôi. Kinh Vô Lượng Thọ có lẽ chưa nói trước. Bởi vì khi nói trước kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng nói. Cũng nói tại sao vậy? Mà tại sao vậy? Còn kinh Quảng Vô Lượng Thọ là nói tại ở trong cung của bà Vi Đề Hi. Nhưng mà từ xã về đến Mát Chiếc Đà cũng đó có xa đó. Nhưng mà tại sao bà phải chỉ cái pháp môn này? Thế như vậy chính kinh Vô Lượng Thọ nó chưa có, chứ Đức Phật chưa nói, mà Đức Phật nói kinh này trước. Mà nếu có kinh Vô Lượng Thọ thì Đức thì bà đâu có cần Đức Thế Tôn chỉ cho bà cái pháp môn tịnh độ nữa đâu. Thì chứng tỏ là kinh Vô Lượng Thọ chưa nói, hoặc là kinh Vô Lượng Thọ nói rồi mới nó chưa truyền qua đến bà. Ấn Độ một lần đi là đi cả tháng mà tới nơi lần. Chứ cả tháng mới tới lần. Mà đôi lúc kinh Đức Phật nói thôi, mà nếu người trao truyền thì vẫn nói được, vẫn chưa nghe được. Bây giờ một cái mà bên này biết, có chuyện chỉ là bên Việt Nam nó biết liền mà. Phải không? Biết liền. Còn bây giờ hồi xưa mà mỗi lần mà đi thông báo là phải alo mà cái người mà đi cả tháng mà đi luôn thông báo mà cũng chưa biết. Thì thôi, cái vấn đề quan trọng mà nói trước nói sau không quan trọng. Nói sao một đôi năm, một đôi năm, mười năm cũng sao. Nhưng mà quan trọng Phật nói cái đã. Thấy chưa? Quan trọng sung sướng là mình tin Phật nói cái đã. Mà khi mà mình tin Phật nói rồi đó, thì mình hè nhau niệm Phật dữ lắm, sung sướng lắm. Còn mà tu tịnh độ mà nửa tin nửa nghi, không biết ngài có nói không, mà có không, mà bây giờ mình niệm cho mệt cuối cùng có là khổ lắm.
Nhưng mà làm chi? Mà là không có. Mình muốn biết có cỏ không có thì mình cứ biết cái quả của mình thì mới biết cái nhân có gì đâu. Cứ niệm Phật cho nhiều thì chỉ những cái miệng mà nó thơm mùi sáng. Đừng có nói bậy, đừng có ăn bậy. Nó thơm mùi sáng thì tự nhiên cứ niệm Phật với đạo thì những có cái năng lực của Phật nó giá hộ cho mình thì tự nhiên cái miệng mà nó thơm thôi. Mà cái miệng mình thơm mùi sáng thì biết nó có tình độ. Cho nên cái biết nhìn quả thì nó biết nhân. Nhìn quả nó biết nhân. Thì mình cứ tin là cái kết quả của lần thọ là Đức Phật nói. Cho bà Vi Đề Hy ở trong cung. Đây là cái duyên khởi mà có cái kết quả của lần thọ. Thì bây giờ trở lại cái đoạn mà cái đoạn mà Bồ Tát không cầu sinh. Bồ Tát không có cầu sinh tịnh độ. Nhưng mà Bồ Tát thường trụ về chư Phật. Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc nó có bốn cảnh. Thường tịch quán tịnh độ. Mà chư Phật, pháp thân của chư Phật thường trụ. Ngài tịnh không, ngài nói, khi ngài nói thì mình cứ nghe ngài nói vậy đi. Chứ cái thường tịch quán tịnh độ là nó chấu biển cả pháp giới. Chỉ có cái thực bảo trang nghiêm độ đó mà cái tịnh độ thật. Cái pháp thứ hai đó, thực bảo trang nghiêm độ đó chính Đức Phật A Di Đà ngay ở cái gọi là thường pháp, gọi là thực bảo trang nghiêm độ. Cho nên thân của ngài nó cao như núi Tu Di. Thân ngài cao như núi Tu Di. Và phước đức của ngài nó vô lượng vô biên, á tăng kỳ kiếp. Nhưng mà thường từ thực bảo trang nghiêm độ có ngài cũng nhập diệt. Thường tịch quán tịnh độ thì không nhập diệt. Nó chấu biển cả pháp giới. Không có cho nhập diệt. Nhưng mà thực bảo trang nghiêm là thực bảo trang nghiêm là gì? Thực bảo là cái phước bảo chứng thật. Nó rất là đẹp đẽ, rất trang nghiêm do cái phước đức cả ngàn đời ngàn kiếp ngài tu. Ngài dùng thân để ngài lấy pháp ngài tu. Cho nên trở thành một cái thân tượng gọi là phước bảo. Mà phước bảo ở đây là phước bảo chứng thực. Cái phước bảo này là phước bảo nó vô lậu. Phước bảo nó vô lậu. Cho nên gọi là thực bảo trang nghiêm bằng cái pháp tu công đức của ngài. Tuy rằng tu công đức mà khi ngài tu hành Bồ Tát đạo á, là cái công đức này là công đức hữu lậu. Công đức hữu lậu. Nhưng mà từ công đức hữu lậu nó biến thành cái công đức vô lậu. Giống như mình mới tu đó, mình mới chưa thọ giới đó, thì cái mặt mình nó hẳn không có tướng. Nhưng mà mình càng tu thì cái mặt mình nó cũng phát cái tướng nó học quán á. Còn người nào mà càng tu mà càng xấu là bị khỏi tu bậy rồi đó. Thấy nhá. Người nào mà tu mà càng ngày càng xấu là bị khỏi tu bậy rồi đó. Hoặc là họ phạm giới phá trái rồi đó. Còn mà tu nó đúng á, đúng pháp á, thì tự nhiên nó tưởng hào đẹp. Đó giống như ông Hoàng Nghiêm đó. Ông Hoàng Nghiêm là cái ngài gì bên này. Ngài chứ mà thầy chỉ ông Trung Quảng đó. Nó ít nói đó. Mà mặt ngài đẹp như Phật cũng bị quý vị đã gặp ngài đó chưa? Hôm 78 năm tôi qua tôi gặp ngài lần mà tôi bạch ôn cái mà tôi đứng tôi vòng tay gần cả mười mấy phút. Tôi đợi ông trả lời mà ông này hỏi ông khỏe cũng ngút một cái đó thôi ông ngồi đó. Ông chưa niệm Phật mà. Ông không nói. Mà không phải ông ngạo. Ông không nói. Bởi vì ông nghĩ nói không có ích. Chứ không phải không nói là mình nói người ta ngào đâu, người ta khinh thường đâu, ông không nói. Một lời nói ra mà vô ích là ông không nói, nó uổng cái lời nói. Để cái lời nói đó mà niệm Phật. Cho nên khi ông đột từ thiêu là khi đột ông có sai lời rất nhiều đó. Ngài Trung Quảng đó. Ngài dịch cái bộ mà đại trị độ luận đó. Mà ngài rất là đẹp. Có lẽ là hòa thượng ở Âu Châu là ngài đẹp nhất đó. Mà tôi có gặp ngài một lần, tôi được một lần, lúc đó tôi qua Quan Nghiêm tôi chơi, tôi ở lại một bữa, tôi lên hầu ngài đó, ngài tu tịnh độ.
Đó, cho nên khi mình tu, khi mình tu mà tu đúng thì cái tượng hạ mà nó trang nghiêm liền. Cúng dường mà bổ thị cái người đó cũng có phước nữa chứ. Cái người mà không cúng dường mà bỏ của cho nhiều cái mặt ngày càng héo hon. Tuy rằng của rất nhiều nhưng mà dùng như đỏ vậy đó. Còn cái người mà cúng dường bao nhiêu thì cái mặt nó nở ra, nó rất là đẹp, nó phương phí dụng như bà chủ vậy đó. Nói thấy chưa? Tuy rằng mình rất giàu nhưng mà cầm dụng dùng như đỏ vậy đó. Bởi vì mình không cúng dường bảo thù mà dư của. Cho nên mình nhìn có như bà chủ đó, như bà chủ bà giấu cái giấu là cho mình đừng có biết ai là mình đại gia, nhưng mà thực ra giàu, nhưng mà thực ra mình ai biết, bởi vì bác cứ tưởng là khổ cứ mấy người giàu là ăn khoai sâu, ăn gạo sâu đó vậy đó. Cho nên tu đó là phải cho nó đúng, tu nó đúng đúng cái sự thật thì nó có phước. Cho nên Đức Phật Di Đà đó, ngài tu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cho nên ngài có cái thực bảo trang nghiêm độ, đó là chánh bảo. Chánh bảo là thân 32 tuyển tục và 80 vẻ đẹp. Cho nên cái quại thứ hai là quại thực bảo trang nghiêm độ, là cái quại này tất cả chúng ta không đến được. Tất cả các vị a la hán và từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa vẫn không đến được. Chỉ có chư Phật và chư Phật thường trụ trong thực bảo trang nghiêm độ, và từ các vị Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa trụ ở đó, thì làm chi các ngài cầu sanh tịnh độ chỗ nào nữa? Các ngài thường ở vị Phật mà ngài tịnh cầu sanh tịnh độ đó, ngài thân thông tự tài vô hủy như Đức Phật, như Đức Phật tưởng hảo như Đức Phật, nhưng mà phải nói như vậy thôi chứ chưa bằng Đức Phật đó. Các thầy và trò nó cộng trụ với nhau, mình về không được, mình về được đó. Tuy là mình về tịnh độ đó nhưng mà mình ở cõi khác. Nếu mà mình gặp Phật là Phật hóa Phật thôi, Phật hóa Phật thôi. Cho nên khi mà mình niệm Phật đấy thì Phật bên Tây Phương Cực Lạc hóa Phật, cùng giống như Tề Thiên Đại Thánh á. Thấy chưa? Ông hóa, ông đánh vì ma quỷ nhiều quá, ông đánh hết, ông hóa cả ngàn người, ông đánh. Cho nên cho mình chúng sinh bên cõi ta bà này đó nhiều quá, cho nên Phật Di Đà làm sao về bên này mà đón mình được? Phật Di Đà mà thất bảo trang nghiêm đồ làm sao về đây đón mình được? Phương tiện Phật và Bồ Tát, phương tiện Bồ Tát hóa hiện để đón mình về. Đó là mấy cái cảnh giới. Còn thất bảo trang nghiêm độ là cái nơi mà chư Phật thường trú, bất sinh bất diệt ở cái cảnh thất bảo trang nghiêm độ. Thì chư vị Bồ Tát từ những cái vị mà từ tự địa đến bạc địa thì các ngài ở đến đó. Cho nên Bồ Tát không cầu sinh nữa, Bồ Tát không cầu sinh. Nhưng mà bên trình độ có vô số Bồ Tát, chứ vị Bồ Tát vô số. Bởi vì các vị Bồ Tát đã đến đi tự tại, sáng là lấy hoa trời, đây đừng dọ rồi đi cúng dường mười phương chư Phật, rồi chiều rồi về rồi tự tại vô ngại. Còn mình chưa được. Mình khi nào mình phải có thần thông tự tài như Bồ Tát, bắt đầu mình về thăm cha mẹ mình. Mình về Tây Phương mà mình cứ ở bên đó, cái nào mình tu cho được thành A-la-hán, mà A-la-hán cũng chưa về được nữa. Đó, cho nên Bồ Tát bên thực bảo trang nghiêm độ các ngài không có cầu sinh. Mà cầu sinh ở đây chính là Kinh Quảng Vô Lượng Thọ nói cầu sinh để nói cho những cái vị thấp giới. Á-la-hán vẫn cầu sinh. Bây giờ bên cực lạc đó, mình chia ra làm hai loại. Mình chia hai loại. Mỗi loại như vậy đều hai loại, mà hai loại như vậy đều bốn loại, có nhiều loại trong đó. Mà nếu chia ra như vậy thì sợ mình nó bị loạn ra. Chánh bảo và ý bảo.
Bây giờ tôi coi trong này, tôi đọc cho quý vị. Thứ nhất, trong cái mục A nói, trong cái mục 2 nói, là ý bảo trước. Bên Tây Phương Cực Lạc nó có chánh bảo và ý bảo. Và mình và có chánh chủ và biệt chủ. Trong 16 pháp quán đó, mình quán từ quán, mình quán cái thứ nhất á, gọi là quán đất này. Quán cái thứ nhất là quán mặt trời. Cái thứ nhất là quán mặt trời, cái thứ hai là quán nước, cái thứ ba là quán đất. Cái thứ tư đó là quán hàng cây thức bảo và thức trùng la vòng và thức trùng hàng thọ. Cái thứ năm là quán á bảo, bảy bảo trang nghiêm. Bảy bảo trang nghiêm dưới lòng mặt đất. À, dưới lòng mặt đất. Rồi cái thứ sáu đó là quán lỗ quán. Quý vị phải thuộc hết tất cả những 13 pháp quán đó, khi nói quán nào là quý vị nhớ. Tôi đọc quán lần và hai lần thì tự nhiên tôi đồng tâm tôi nhớ. Chứng tôi có học. Đó, bây giờ nói lại quý vị nói thử đi. Thế quán cái quán thứ năm á là quán áo bảo. À, thì dưới áo bảo là có thất trong dưới là tất cả nước tám công đức. Cái cả thứ sáu đó là quán lốc quán. Lốc quán thì tôi dịch thêm là công vàng và điện ngọc. À, công vàng điện ngọc. Còn quán thứ bảy đó là quán tòa sen của chư Phật. Quán tòa sen chuyên quán về hoa sen của Đức Phật. Thì đây gọi là biệt quán. Cái này gọi là biệt quán. Mình chỉ cần quán tòa sen của Đức Phật thôi. Nó cao như núi Tu Di vậy đó. Bởi vì cái thân của Đức Phật mà cao bao nhiêu thì cái tòa nó cao bấy nhiêu. Nó cực kỳ, nó vĩ đại, nó kinh khiếp lắm. Thì cái tòa sen của Đức Phật với Đức Phật A Di Đà này là quán về cái cõi về thực bảo trang nghiêm độ. Bây giờ mình làm sao mình có mình quán? Mình nhờ họa sĩ vẽ cái cảnh Tây Phương của mình. Cho nên hôm qua tôi có một cái sáng kiến đó. Bây giờ tôi sắp lại cái đoạn này. Tôi có cái sáng kiến đó. Cái quán đầu tiên là cái quán mặt trời. Cái quán đầu tiên là cái quán mặt trời. Thì quý vị biết cái mặt trời đó. Cái mặt trời là thì chỉ có ngày xuân thôi. Những cái ngày xuân về mùa hè thì mặt trời nó rất là tròn. Cái mặt trời nó rất là tròn và nó nặng. Thì khi mình quán mặt trời là mình quán lúc chuẩn bị mặt trời mặt, mặt trời lặn. Mà mặt trời lặn thì trong vòng khoảng 5 phút nó lặn liền. Thì lúc đó mình quán lúc đó. Mình quán lúc đó thì tự nhiên nó đưa vào trong tâm của mình đó. Đây tôi nói về đại cương thôi, chứ chưa phải đi sâu vào cái quán này. Thì bây giờ khi hết mặt trời rồi thì mình không quán được. Mà mình muốn quán 17 pháp quán này là từ đầu tiên là quán mặt trời trước. Nhờ mặt trời mà gọi trình độ giả ở ngay trong mặt trời đó. Ở ngay trong mặt trời nó có tình dụng trình độ giả trong đó. Thì bây giờ quý vị đó, lừa cái ngày nào mà mặt trời đẹp á, mà khi chuẩn bị lặn của vị chụp một tấm hình, chụp rất tròn rất đẹp như vậy, đừng có chụp nó đang đỏ chói. Mà muốn chụp mặt trời đẹp nhất thì phải qua bên chùa Thượng Minh. Bên chùa Thượng Minh nó đứng trên cái đồi núi nó rất đẹp, cao như vậy. Và khi mặt trời lặn là cả một cái cảnh nó mênh mông, nó bao la chi sự giữa cái đồng bằng và giữa thành phố nó đẹp lắm. Và khi nó lặn thì mình đứng trên lên chùa mới chụp cả rất là đẹp. Cho nên ai tu tịnh độ á, mà qua bên Thượng Minh mà tu mà quán mặt trời lặn thì rất là tuyệt. Cho nên quý vị phải chụp một cái hình mặt trời. Quý vị treo bên bằng Phật.
cho một bên bằng Phật. Nhưng mà nếu tôi có một cái sáng kiến thứ hai nữa đó, khi mình quảng mặt trời thì trong đó có những cái rất là hay. Thì bây giờ mình lấy mặt trăng, thay vì mình quảng tỉnh Tây Phương thì mặt thì mình thì là mặt trời mọc phương Tây, bây giờ mặt trăng á nó mọc phương Đông, nhưng mà cuối cùng nó cũng về phương Tây, thì mình lừa cái ngày trăng tròn đó, mình chụp một cái hình mặt trăng nữa, rồi mình làm cái khung mình treo ở bên tay phải hoặc tay trái, một bên tay phải mình treo cái mặt trăng, một bên tay trái mình treo cái mặt trời. Quảng mặt trăng hẳn cũng không có khác với quảng mặt trời. Không biết tôi nói như vậy các thầy có lá tôi không? Bởi vì quảng mặt trăng còn đôi lúc còn đẹp hơn mặt trời nữa. Quảng mặt trăng còn đẹp mặt trời. Thì mình chụp được như vậy, mình sẽ treo lên để mình quảng. Chứ trong phòng mình đâu có xe về hướng Tây đâu. Trong phòng mình không có xe về hướng Tây. Bởi vì mình ở bên Tây Phương là mình theo từng phòng mà nó xây cái hướng. Đôi lúc nó xây hướng Đông sao? Nó xây hướng Đông thì mình vẫn treo cái hình mặt trời về hướng Đông mà mình vẫn quảng phương Tây. Thì mình dùng cái phương pháp đó mình quảng thì mình tu, mình sẽ đạt được cái cảnh Tây Phương ở trong phòng mình. Nhưng mà khi qua pháp quảng này thì tôi mới chỉ cho quý vị. Chỉ cho quý vị tu. Thì bây giờ đó, trong cái mục thứ hai mà nói về Phật Di Đà đó, thì bên Tây Phương Cực Lạc đó nó có ý bảo và chánh báo. Ý bảo và chánh báo. Và trong cái ý bảo đó nó có giả ý bảo và thực chánh báo, và giả ý bảo và thực chánh báo. Còn trong cái thực chánh báo á, nó có giả chánh báo, giả thực báo và thực báo. Nó có những pháp như vậy. Thì từ cái quảng thứ nhất, từ cái quảng thứ nhất đến cái quảng thứ bảy đó, cái quảng thứ bảy đó là cái quảng tòa sen của Đức Phật, quảng riêng cái tòa sen của Đức Phật. Còn cái pháp thứ nhất đến cái pháp thứ sáu là quảng chung cho tất cả các pháp giới, trong đó có các chư vị Bồ Tát và chư vị Thánh Văn và tất cả các cái pháp của Tây Phương Cực Lạc ở trong pháp quảng đó. Thì mình từ quảng thứ nhất cho đến quảng thứ 13, mình cứ chuyên tu từng quảng một trong các pháp môn tịnh độ đó, thì mình sẽ đạt được cái cảnh Tây Phương ở bên cái cõi của ta bà này. Tôi chưa đi vô. Đó là qua mục thứ hai, bên mục thứ ba là ngài nói về cái tống trị của cái kinh tịnh độ. Thì tôi nói về cái đại cương như vậy, tôi chưa đi vô nội dung của mỗi cái pháp quan. Cái cả thứ ba là ngài nói cái tống của tịnh độ. Tịnh độ tống nó có hai cái cung đường để họ tu. Cái thứ nhất là quán Phật tám muội, chuyên quảng Phật tam muội, đây gọi là thiền quảng tam muội. Cho nên trong tịnh độ mà nó không có thiền lắm đúng. Vì vậy mà có những vị bên thiền họ bài kết tịnh độ, nhưng mà chính ngay bên tịnh độ vẫn có thiền như thường. Cho nên gọi là quảng Phật tam muội, chuyên quảng 16 pháp quán. Từ cái quảng thứ nhất là quảng mặt trời, gọi là nhưng vâng nhật luân, cho đến quảng cái hạ phẩm hạ sinh, thì như vậy là cả hết là 16 pháp quán chuyên tu cả đó. Mà tu vào quán nào cho nó thuần thuộc pháp quán đó, không được
nhà cái pháp quán này có pháp quán khác, mình chuyên cái quán đó, mà trong cái quán đó là mình quán một cái cạnh của Tây phương. Ví dụ như nói một chút thôi để quý vị có thể thích thú thôi. Mình khi mình nhìn vào mặt trời hoặc là mình nhìn vào mặt trăng, thì khi mình nhìn rồi đó, thì cái mặt trăng và cái mặt trời đó nó đã đưa vào trong tâm mình rồi. Bắt đầu từ trong trong tâm mình nó trỗi dậy, mình có cái mặt trời đó đó giống như một cái cạnh Tây phương cực lạc nó nhỏ, thì lúc đó bắt đầu mình quán nước, quán nước, nước đó là nước, nước tám công đức, nước tám công đức và tất cả những cái đặc trưng của cái vật thể ở bên Tây phương đó, nó hiện vào trong trong mặt trời đó. Nước này, đất này, áo bại bảo này, lưu ly này, và những cung điện ngọc ngà này, và tất cả những cái đài quán, mình quán vào trong là hết cả. Thì lâu ngày bắt đầu nó trở thành một khối, lâu ngày nó trở thành một khối, thì mình định tâm, mình định tâm thì tự nhiên từ cái khối mà giả quán nó thành trở thành thật quán, trở thành thật quán. Nhưng mà trong thiền đạo người nói khi mình quán đó, mà cái nghiệp mình mắn nặng á, thì tất cả những cái hình bóng, cái hình bóng của mình nó hiện lên trên cái mặt trời hoặc mặt trắng đó, nó có những cái màu đen. Nghiệp của mình, nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp của mình nặng á, mà mình cảm thấy mình không vãng sinh được á, thì mình than khóc, mình cầu khẩn, mình nhất tâm bất loạn, mình niệm Đức Phật A Di Đà, mình vừa lại Phật, mình tụng kinh, mình làm việc cộng dương bổ thí, thì mình tu như vậy 3 năm vài ba tháng, từ tự nhiên trong cái vần nhật nguyệt hoặc là trong nhật nguyệt hai cái vần đó mình lại mình tu đó đó, tự nhiên nó không còn màu đen nữa, nó không còn màu đen nữa. Thì mình biết đây là cái nghiệp bất thiện của mình, nó từ từ nó tiêu rồi. Mà khi mà tiêu nghiệp á, thì cảnh tình độ nó đến gần với mình, cảnh tình độ đến gần với mình. Đó là những cái pháp quán mà gọi rằng là có hai con đường là quán Phật tam muội của kinh Quán Vô Lượng Thọ, chuyên quán cái đó. Rồi pháp môn thứ hai là niệm Phật tam muội. Khi mình quán xong rồi đó, thì mình niệm, mình dùng cả hai pháp môn mình tu, mình vừa quán rồi mình vừa niệm, rồi mình vừa niệm mà vừa quán. Quán nhiều quá đó, sợ nó bị loạn. Quán nhiều quá nó sợ loạn, cho nên mình mới ngưng quán, ngồi tịnh. Khi mình quán mà mình chú tâm vào một cái cảnh bắt đầu nó hơi loạn một chút, bắt đầu mình ngưng, mình tịnh. Mình tịnh thì tự nhiên cái cảnh tịnh độ trong tâm của mình nó tịnh. Nó bật dứt hết. Nó bật dứt hết tất cả những cái tư tưởng loạn. Thì lúc đó mình niệm Phật. Mình niệm Phật, mình nhất tâm. Cho nên giữa niệm Phật và giữa quán hai cái nó song hành, nó đi với nhau. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn gọi là quán Phật tam muội và niệm Phật tam muội. Đó là hai cái pháp môn ngài thiền đạo mới đưa ra ở trong cuốn kinh này. Đó, mục thứ hai, mục thứ ba, mục thứ bốn là ngài nói vấn đề là có năm nhà nói kinh, nhưng mà kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà là Đức Phật nói. Bây giờ mục thứ sáu đó, bây giờ hết giờ chưa? Hết giờ rồi hả? Dạ chưa. Dạ chưa. Còn mấy phút nữa. Hình như là tới 4:30 mà. Dạ. Nó dư nhiều cũng chưa hết hả? Tôi mới dặn tiếng rưỡi là dặn 2 tiếng. Dạ. Là tiếng rưỡi hay 2 tiếng? Hôm nay quý vị có mệt không?
Dạ không ạ. Bây giờ cái mục thứ sáu đó, cái mục thứ sáu tôi phải đọc trong đây từng đoạn là tôi giảng cho quý vị. Trong mục thứ sáu này còn nói vấn đề hai pháp môn gọi là định thiền và tán thiền. Bây giờ cái này là cái căn bản, cái căn bản của cái kinh vô lượng thọ. Định thiền và tán thiền là cái này do ngài Thiện Đạo mà đưa ra, chứ trong kinh Quảng Vô Lượng Thọ không có nói. Để ngài chia ra cái pháp nào là thuộc về định thiền, về quán. Định thiền là làm tất cả việc thiền, nhưng mà gọi là định, cũng giống như tu 13 pháp quán cho nên gọi là định thiền. Ngài Thiện Đạo ngài chủ trương định thiền và tán thiền, thì ngài lấy 10 pháp quán này, 16 pháp quán này để ngài chia ra hai cái từ định thiền và tán thiền. Rồi ngài phân tích là tại sao định thiền mà có định thiền và tán thiền là chỉ có 13 pháp quán, còn 3 pháp quán sau là không phải thuộc định thiền và tán thiền. Ngài mới lý giải. Ngài mới lý giải. Bởi vì cái định thiền và tán thiền á làm thuộc về 13 pháp quán. Quán thứ nhất là quán mặt trời, cái thứ hai là quán nước, cái thứ ba là quán đất, cái thứ tư là quán hàng cây bảy bảo, cái thứ năm là quán áo thức bảo, cái thứ sáu đó là quán lâu cát và lâu đài, quán thứ bảy đó là quán tòa sen, quán thứ tám á là quán đức quán thế âm bồ tát, quán thứ chín á là quán đức đại thế chí bồ tát, quán thứ mười á, quý vị có nhớ không, quán thứ mười là quán gì? Hình như là quán biệt quát. Quán thứ tám là quán hình tượng, quán thứ chín là quán chân thân của Phật, quán thứ mười là quán hình tượng bồ tát quán thế âm, quán thứ 11 là quán đại thế chí bồ tát, quán thứ 12 là quán tổng quán, quán là quán hết tất cả những cái cõi tây phương tịnh độ từ ý bảo cho đến chánh bảo, quán hết tổng quán. Đó quán thứ 12. Quán thứ 13 ở đây gọi là tạp tưởng. Tạp tưởng là trong cả đây có rất nhiều đề tài trong này cho nên gọi là tạp tưởng. Thì 13 cái pháp quán này đó là nó đưa vào trong định thiền và tán thiền. Nó đưa vào trong định thiền và tán thiền. Chỉ có 13 pháp quán này cho nên là mới chia định thiền và tán thiền trong 13 pháp quán này. Còn 3 pháp quán sau là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, thì 3 pháp quán này đưa vào trong tạng thiền. Định thiền là chỉ có 13 pháp. Định thiền là có mấy pháp? 13 pháp quán là thuộc về tu định và tu quán. Còn tán thiền đó làm thiền nhưng mà không phải tu quán cho nên gọi là tán. Cái ý ngài nói như vậy. Làm thiền nhưng mà không quán cho nên gọi là tán thiền. Mà tán thiền ở đây là làm tất cả những cái công đức
như tu tam phước. Nhưng mà cuối cùng rồi, tuy nói như vậy nhưng mà cũng là tất cả 16 pháp nó đều quán hết. Tất cả 16 pháp nó đều quán hết. Thì đây là hai cái pháp môn căn bản để mình thấu nhập hết các cái bộ kinh, các cái bộ kinh kinh Quán Vô Lượng Thọ. 16 pháp quán mà 13 pháp quán trước á là tán thiện, là định thiện. Còn 3 pháp sau á là tạng thiền. Nhưng mà cái tạng thiền, cái định thiền này và 13 pháp quán này thì phải có hai cái câu đó, hai cái câu kia nữa. Cho nên ngài Thiền Đạo ngài mới dựng chứng ra, ngài dựng chứng cái câu mà bà viết để hy bà là bạn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con tư duy đó. Dạy cho con tư duy và dạy cho con chánh thọ để cho con quán tưởng về cái thế giới cực lạc mà con thích thú và con nguyện vọng sanh về. Đó, hai cái câu này mà ngài chia ra đời là do bà Vi Đề Hi bà thưa về Đức Phật, cho nên ngài mới đưa vào trong cái vấn đề bà tu quán. Cho nên từ cái chỗ này mà thành cái quán kính đó, từ cái chỗ này mà thành cái quán kính đó. Chứ nếu hai cái chữ này, hai cái câu này mà không có là không phải thành quán kính. Do cái tư bắt Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn mà đấy, cho nên các ngài Thiền Đạo mới nói 13 pháp quán này và cái định thiền này đó, với cái hai cái câu mà bà Vi Đề Hi bà Đức Thế Tôn mà bắt Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn, ngài đã chỉ cho con một cái pháp môn tịnh độ rồi. Thì Đức Phật mới phóng ra một đạo hào quang ở trên đỉnh đầu đó. Thì có cả mấy trăm ngàn thế giới nó đi qua giống như một cuộn phim vậy đó. Cả vô số thế giới nó đi qua giống như một cuộn phim vậy. Đức Phật trên đầu ngài giống như cuộn phim, giống như cái bên nội giống như cái màn ảnh trên đầu vậy đó. Bà Vi Đề Hi bằng ngồi và nhìn. Bà nhìn cái cảnh Tây Phương. Thì bà đã bắt Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một cái thanh tình nghiệp sử, nơi cái chỗ nào thế giới nào mà không có đau khổ, đừng có đau khổ như cõi ta bà này. Con không muốn sống cõi ta bà này nữa, bởi vì cõi ta bà này con cái nó nghịch tử như vậy đó, nó giết cha mà bắt mẹ nó bỏ ngục, thì cái thời gian nó còn ở dưới nữa để mà sống. Xin Đức Thế Tôn, bà khóc dữ lắm, bà khóc bà là xin Đức Thế Tôn nó chỉ cho con một cái thanh tình nghiệp sử, cái chỗ nào đó để cho con đi về nơi đó. Thì Đức Phật mới phóng một đạo hào quang trên đỉnh đầu đó, thì tự nhiên cả vô số thế giới nó hiện về trên đỉnh đầu ngài. Thì bà mới ngồi mà nhìn, bà nhìn ngài, bà mới lừa từng cái cảnh, bà nhìn bà mới lừa từng cái cảnh thì tự nhiên bà có cái duyên với Phật Di Đà nhiều đời nhiều kiếp, bà chảy nước mắt. Cho nên khi mình tu á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói á, khi nào mình tu mà mình cái người nhiều đời nhiều kiếp mà đã từng niệm Phật A Di Đà rồi, mà đã có những duyên với Phật A Di Đà rồi, mà mình nghe đến tên Phật mà mình chảy nước mắt á, thì chứng tỏ là mình con Phật. Mình con Phật. Còn mình nghe Phật A Di Đà mà mình biểu môi mình cười mà mình không tin là ở từ giữa địa ngục mới sinh lên, hoặc là từ trong súc sinh mới sinh ra, hoặc là từ cái thế giới nào mà nào đó sinh tới. Đó, cho nên bà Vi Đề Hi bà đã nhiều đời nhiều kiếp bà đã gặp Phật A Di Đà rồi. Cho nên những cái thế giới mà nó đi qua bên đầu của Phật thì bà nhìn từng thế giới như vậy bà. Thì tự nhiên khi mà có duyên thì những cái hình bóng của Đức Phật A Di Đà nó đứng lại. Từng cái cảnh giới thì phải giới thiệu từng cái cảnh Phật, từng cái một vị giáo chủ của một cõi Phật. Thì đứng lại thì bà nhìn qua bà này, bà Đức Thế Tôn, con thương cái Phật này lắm. Bà nói vậy, con thương cái Phật này lắm, là Phật nào? Phật Di Đà. Con thương cái Phật Di Đà. Thế Đức Phật này bây giờ thương Phật Di Đà rồi thì bây giờ con phải tu làm sao? Thì bây giờ bà này như vậy, bạch Đức Thế Tôn dạy cho con tư duy và chánh thọ. Dạy cho con tư duy. Tư duy là dùng tâm để mà quán tưởng, mà suy tưởng về ý bảo và chánh bảo trong 13 pháp quán.
53 pháp quán của Phật Di Đà, cho nên gọi là tư duy. Mà khi tư duy được rồi á, thì chánh thọ nó định. Chánh thọ nó định. Chánh thọ là tưởng không còn sanh tâm nữa. Khi mình quán tưởng rồi, mình quán lâu ngày rồi mà mình duyên theo cảnh đó. Khi mình quán quán nhiều năm nhiều tháng là bắt đầu mình thấy được cảnh tây phương rồi đó, mà cảnh tạm rồi đó. Mà mình duyên theo cảnh là mình chấp vào đôi lúc mình cũng bị kẹt đó. Cho nên quán những cái giai đoạn mà không còn chỗ quán nữa đó. Định. Mà khi định thì gọi là chánh thọ. Chánh thọ ở đấy là không còn chủ thể và đối tượng nữa, không còn người năng quản và sợ quản nữa, không còn tượng cái tâm nữa. Bởi vì quản là gì? Lấy tâm mà tượng về cảnh, cho nên gọi là quản. Nắm tâm mà đem về một cảnh nào đó, chuyên nhất về một cảnh, cho nên gọi là quản. Mà quản ở đấy là chỉ nắm cảnh một cảnh thôi, gọi là cảnh tây phương thôi, cho nên gọi là quản. Quán cảnh không duyên có cảnh thứ hai, cho nên gọi là dùng tâm để mà quán cảnh. Mà khi quán mà nhất tâm bất loạn như vậy đó, thì gọi là định. Phải chuyên chủ vào một cảnh, để tâm vào một cảnh, không còn duyên có cảnh khác. Em bé khóc mặc kệ em bé, chứ không phải có cái bà niệm Phật bên ngoài đó, bà niệm Phật rồi con bé kia nói chuyện bà tai một tai và mây để cho tao niệm Phật mà làm ồn như vậy, thì lúc đó không có Phật Di Đà nữa. Con làm cháu làm ôn thì kề cháu đi, mà nhất tâm bất loạn rồi thì kề nó đi, nhưng mà tới tai cháu ông ta là đuổi chỗ khác, đi chỗ khác để cho mẹ cho bà ngoài tu, mà tới tai bằng cháu ông ta đó, thì như vậy là con loạn. Khi mình niệm Phật rồi đó thì cái cảnh nó ăn nhầm chi mình hết. Nhưng mà có nhiều thầy cũng đặc biệt lắm, có nhiều ôn nhiều ngày giảm thì giảm, mà bên kia cứ khóc cứ ngủ cả ngày cứ giảm. Nhưng ông chân ông giảng mà có nhiều Phật tử ngủ dữ lắm, ngài cứ giảng. Tôi hồi này bắt ông giảng như vậy làm sao mà ông giảng được tôi này, thì họ ngủ thì cứ ngủ, tôi giảng thì cứ tôi giảng. Đó, kiểu vậy đó. Nhưng mà tôi là không được. Tôi chưa được, tôi mà tôi giảng mà quý vị ngủ chắc tôi cũng ngủ theo luôn đó. Ngủ theo. Cho nên bà Vi Đề Hy bà là bắt Đức Thế Tôn. Chứ Đức Thế Tôn dạy cho con cái pháp tư duy, là tư duy ở đây là dùng cái tâm mà tượng về cái cảnh, mà tượng ở đây là nắm bắt, dùng tâm mà nắm bắt, cho nên gọi là tượng. Chứ quý vị đừng có tượng là cái gì đâu, tượng là dùng tâm để mà nắm bắt, tượng là nắm bắt, chụp bắt, nó gọi là tượng. Mà có thể hàng cũng gọi là tượng tượng lắm, nhưng mà tượng tượng không có đúng. Tượng ở đây là viên theo cảnh mà nắm bắt cảnh, dùng cái tâm quán để mà viên theo cảnh, để mà chuyên vào một cảnh, cho nên gọi là tâm tượng. Và cảnh ở đây là cái cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới chuyên Phật A Di Đà, niệm một cảnh cũng được, quán một cảnh cũng được, mà lâu ngày trì tháng thì từ những cái cảnh trình độ mà gọi là cái cảnh giả cảnh đó, giả quán đó, nó hiện ra cho mình. Đi đứng nằm ngồi mình quán hết. Tôi tin rằng nếu mà chúng ta quán như vậy thôi mà rất khỏe, trong vòng một tháng thôi, chuyên một tháng như vậy thì cảnh trình độ nó hiện lên, cảnh trình độ nó hiện tiền lên. Nhưng mà mình có làm, con niệm Phật niệm Phật thì cũng định tâm đó, nhưng mà niệm hoa nó mệt, nó hết chi quát ấy. Nó nổi sân si đó nữa chứ, nhưng mà hết chi quát nó nổi sân si rồi không biết mình có chưa thể chi cả. Có những người họ niệm từ 50 năm mà không thể chi cả, vẫn nổi sân si đấy, hết chi quát mệt quá đừng sao không niệm nữa, niệm ngày nghỉ tới 10 ngày làm sao mà nhất tâm bất loạn. Mà cái nghiệp của mình thì nặng, mà niệm một ngày thì phải nghỉ, ít nhất nghỉ ngày rồi niệm tiếp, niệm ngày nghỉ 10 ngày rồi cái nghiệp không tới lại, cho nên dùng cái quán mà quá, cái quán đó là cái lực nó còn mạnh hơn cái niệm đó. Cho nên ngài thiền đạo á, ngài chuyên dùng cái quán để ngài tu tịnh độ, cho nên ngài thấy cái cảnh tịnh độ ngay trong phòng của ngài luôn, rồi ngài vẫn sinh. Khi ngài Phật sinh thì Phật nó đến đó ngay thôi. Chứ cảnh trình độ làm chi ở bên đây có. Cảnh trình độ có là bên mường mặt trời trước.
Thì trong mặt trời nó bao hàm hết tất cả nước, lâu đài, rồi áo bảo, rồi lưu ly, rồi từ nước nó biến thành lưu ly, từ biển nó thành thành băng, rồi băng bắt đầu mà hiện ra lưu ly, rồi trong nước nó có hàng cái bảo bảo đều nằm trong cái vòng mặt trời ấy. Cho nên phải chụp một cái hình để mặt trời nó mặt quá. Thơ cái thân mặt trời đẹp lắm chứ. Và thơ mặt trăng. Quý vị biết bên Nhật Bản là võ sĩ nào là thân mặt trời rồi chứ. Phải thân mặt trời là đất nước của họ mà. Cho nên họ anh hùng lắm chứ. Nên người tu tịnh độ mà anh hùng gì như tu được. Eo uột mà coi như nhu nhược mà sao tu tịnh độ được. Tu tịnh độ là phải bỏ hết tất cả vợ con, ngọc ngà cháu bỏ tiền của mà còn tiếc nuối. Làm sao mà tu tịnh độ được. Cho nên tu tịnh độ phải dũng sĩ như mấy người Nhật Bản, mà người Nhật Bản là lấy cái mặt trời làm đại diện đó. Cho nên phải hình thờ mặt trời. Mùa đông ở Âu Châu đi cho có mặt trời đó mà quán. Thấy không? Mặt trời ở chỗ đó có. Thế thôi bây giờ là ngăn đây. Ngăn đi rồi từ từ rồi mình được rồi. Thế bây giờ quý vị mở máy ra. Rồi coi thì quý vị có hỏi câu nào không? Chắc đừng dơ rồi hết. Dạ, Di Đà Phật. Xin thành kính tri ân sư ông. Đại chúng ai có câu hỏi gì thì mình bật microphone lên để đặt câu hỏi cho sư ông nha, Di Đà Phật. Hôm nay nghe có mệt không? Dạ không. Không. Dạ, Di Đà Phật. Nghe có thích thuộc của mấy tình đồ không? Dạ. Sư ông dạ, hay lắm mà. Dạ, Di Đà Phật. Thưa sư ông. Dạ. Dạ, mời. Dạ, sư Phật, thưa sư ông, con có mấy cái thắc mắc cũng như mấy câu hỏi xin sư ông quan hỷ giải giúp con. Câu hỏi thứ nhất là con thấy trong kinh Vô Lượng Thọ đó có một cái kinh tên là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Là có nghĩa là nó có khác với kinh Vô Lượng Thọ không, thưa sư ông? Câu hỏi thứ hai của con muốn hỏi là đi, con thấy trong cái đó trả lời câu nói cái đó. Dạ. Vậy câu thứ nhất là cái kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng. Dạ. Thì cái từ này cũng là cái từ cũng dùng như biểu dương cho tên Phật A Di Đà thôi, chứ có khác gì. Nhưng mà cái kinh này là cái kinh ra trước cái kinh này dịch trước, hình như dịch trước cả thế kỷ đó, mà tôi không biết, tôi không có nhớ cái năm nào, nhưng mà tôi nghĩ là kinh này dịch trước. Cái này mà hình như mình... nó khác. Dạ. Nhưng mà mình đọc anh mình nói, mình nói, tụng anh nói xong rồi tôi trả lời. Dạ thưa mình trẻ mình tụng kinh nào cũng được hả, thưa sư ông? Mình tụng theo truyền thống là mình họ tu cái kinh vô lượng, kinh vô lượng thọ đó. Thì kinh này ngài Trị Giả đại sư ngài nói là đại kinh là cái kinh lớn của tông tịnh độ. Thì cái kinh đại kinh này nó đầy đủ hết tất cả. Nếu mà tôi nói ra hồi đó tôi còn giảng những cái lịch sử của tịnh độ đó, và những cái quyền hành của ngài á, và những cái nguyện á, bốn cái tạng nguyện á, thì tôi có dựng chứng, mà tôi dựng chứng lịch sử, nhưng mà tôi sợ quý vị thiếu niềm tin, cho nên tôi sợ quý vị buồn, cái này tôi không dám giảng. Nhưng mà nếu mà quý vị tin á, thì quý vị có thể là đôi lúc mình tu mình không cần phải 48 nguyện. Đôi lúc mình tu mình không cần 48 lời nguyện. Nếu tôi nói theo cái ý tôi thôi, mà không biết có các ngài có nói không. Trong kinh thường các ngài nói là 48 nguyện là Phật Di Đà nói. Phật Di Đà ngài phát nguyện 48 lời nguyện nơi kinh Quảng, nơi Vô Lượng Thọ. Nhưng mà nếu mình bây giờ do anh nói, cho nên tôi mới khơi mào tôi mới nói ra. Cái kinh Vô Lượng Bình Đẳng Giác đó, cái kinh này chỉ có 26 nguyện thôi. Nhưng mà tại sao một thế kỷ hoặc một thế kỷ rưỡi sau
kính vô lượng thọ ra đời thì là có 48 nguyện. Bây giờ mình nói theo kiểu logic, nói theo kiểu học giả, nói theo kiểu nghiên cứu, mà kiểu các ông học giả là họ nói theo kiểu nghiên cứu chứ không phải họ nói theo kiểu niềm tin. Mà khi mà nói như kiểu như vậy thì sẽ các cái người niềm tin họ này họ bực họ la. Thì ông cái người học giả đó họ nói rằng là từ cái kinh vô lượng mình đặt 26 nguyện đó là có trước cả 100 năm. Rồi sau này khi kinh vô lượng thọ cũng có, bắt đầu mới thêm vào. À, thêm vào, thêm vào để cho nó đủ. Mượn cái này mượn cái khác để cho nó thêm vào cho nó đủ thành 48 nguyện. Cũng giống như đầu tiên, cái nguyện của đầu tiên đó, là trong kinh. Trong kinh Bát Nhã chỉ có 6 nguyện thôi. Nhưng mà từ 6 nguyện đó nó sanh ra 12 nguyện. Rồi từ 12 nguyện đó sanh 24 nguyện, từ 24 nguyện nó sanh 26 nguyện, rồi từ 26 nguyện đó sanh 48 nguyện. Nhưng mà bây giờ mình cứ tin là 48 nguyện là Phật A Di Đà nói, nhưng mà cả vô lượng kiếp rồi. Cả 10 kiếp, cả tỷ tỷ năm rồi mà văn chương á, văn chương thì nó viết lại thì làm sao mà mình tin được văn chương? Cho nên bây giờ mà mình nói là 48 nguyện phải Phật Di Đà là bị cả ngày la. Rồi một số mình có niềm tin họ nói không đúng, nhưng mà thật ra đó là tập đại thành đó, tập đại thành đó chứ phải không phải đâu. Thì đó là các nhà học giả họ nói. Cho nên bây giờ muốn tu mà cho nó hoàn chỉnh đó, thì tu cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, tính kinh Vô Lượng Thọ là kinh 48 nguyện để mà làm hoàn chỉnh cho Phật A Di Đà. Giống như kinh Bát Nhã cũng vậy, không phải tự động mà Đức Phật ngài nói hết toàn bộ cả cái kinh Bát Nhã, mà kinh Bát Nhã được gọi là kinh tập đại thành. Tập đại thành là đời này để vào một chút, đời sau để vào một chút, với lâu ngày trở thành một cái bộ Bát Nhã 600 quốc. Còn cái kinh Tịnh Độ thì tôi không dám nói cái bộ 48 nguyện. Tại sao kinh Vô Lượng Bình Đẳng Giác là cũng là Đức Phật A Di Đà phát nguyện, mà tại sao không 6 nguyện? Nhưng bây giờ có kinh Vô Lượng Thọ là 48 nguyện. Thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn đó. Nhưng mà bây giờ được cái niềm tin đã cả ngàn năm, ngàn rưỡi năm này rồi, thì mình cứ tin về đi, mình đừng có nói ngược lại. Nó ngược lại người ta nói là mình phỉ báng, mà phỉ báng ta sẽ tội, cho nên không ai dám nói. Thì cứ tin tu 48 nguyện về đi. Dạ, hay là cho nên tu 48 nguyện thì nó viên mãn hơn, nó đầy đủ hơn. Còn kinh Vô Lượng Bình Đẳng Giác Tánh thì chỉ có 26 nguyện thôi. Đó, dạ, cho nên có thể là con thấy hả? kinh đó thấy ít thì là tụng cũng dễ. Dạ, câu thứ hai đó là con theo con được biết đó, là trong kinh Đại Thừa mình đã có một câu là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, có nghĩa là mình nói về cảnh giới Tây Phương, nếu con nói không đúng thì sẽ ông chỉ mà con. Nhưng mà tại sao con thấy đó, từ thường ta tụng kinh đó là hay tụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, người ta nói là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, và tại sao người ta không nói là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, thưa sư ông? Thì mỗi cái kinh có một cái đặc tính, mỗi kinh có một cái đặc tính riêng. Cái áo liên trì ấy, là cái áo mà tất cả chúng sinh ai cũng về đó hết cả, rồi bắt đầu mới phân bổ, hiểu chưa? Cũng giống như mình đi vượt biên, mình qua trại tị nạn đó. Thì ai phải qua trại tị nạn xong hết, rồi bắt đầu cao ủy Liên Hiệp Quốc nó tới, nước Mỹ nó tới nhận. Thì cái trại tị nạn là giống như cái áo liên trì vậy đó. Tất cả chúng sinh mười phương chư Phật, mười phương các chúng A-la-hán, Thanh Văn, Phàm Phu, tất cả đều về áo liên trì hết, chứ không có về đâu được hết. Thì nơi đó gọi là kêu bằng gọi là Phàm Thành Đông Cư. Cho nên niệm áo liên trì, mà niệm áo liên trì thì đâu có khác cái niệm Di Đà. Bây giờ niệm cái gì cũng được hết. Đây là tùy sở thích của mỗi người, họ dịch kinh, họ đưa kinh lên, chứ thực ra cái đó không quan trọng. Niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát cũng được, mà niệm Nam Mô Hàng Cây Bảo Thọ cũng được, mà niệm Nam Mô đó, niệm Hàng Cây Bảo Thọ hoặc là mình niệm Lâu Cát, tất cả trong 13 pháp quán mà niệm quán nào cũng được hết má. Cho nên cái áo liên trì á là biểu tượng cho cái đại chúng. Đó là theo ý tôi thôi. Chứ trong kinh cũng không có nói cái này.
Mà cái ao liên tri là cái nơi mà gọi là cụ hội, tất cả được cụ hội. Cũng giống như ví dụ như mình đi học một cái khóa Âu Châu vậy đó. À, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, Phật tử, tất cả đều phải về văn phòng cái đã. Về văn phòng nào? Về văn phòng ghi danh. Rồi hòa thượng lớn thì lên phòng lớn, lên phòng ngón, lên thực bảo trang nhâm độ. Còn mình tu chưa được thì mình về phương tiện đồng cư độ. Mà tu tề này thì lên tới phòng nằm ngủ gần cái rách rung như vậy đó. Như tôi thì ngủ hoài chỗ đó đó. Thì đó là thực tế như vậy đó. Cho nên tất cả phải về ao liên trì. Vì vậy mà ao liên trì là cái nơi phàm thánh đồng cứu hội về. Chứ vì Bồ Tát mà muộn đi về mà thấy A Di Đà Phật á, thì phải tới ao liên trì. Rồi ao liên trì rồi hoa nở ra thì Đức Phật tới thăm đấy. Ngài có khỏe không? Thầy có khỏe không? Con có khỏe không? Này giờ con mệt quá, con hoa sen mệt quá. Người từ trên bên đó về đây nó mệt quá. Đức Phật là thôi đi, đi về cái chỗ phòng. Cho nên Đức Phật mới bổ sự về thường tịch quang tịnh độ, rồi về thực bảo trang nghiêm độ, rồi về phương tiện thủ giới độ, về thì cách nào mà về. Chứ không phải quý vị về mà tôi có một cái phương tiện độ đâu. Mọi người tu vậy đó về Tây Phương nhưng mọi người ở cằn. Quý vị ăn mặn mà tôi ăn chay thì nó đã khác rồi đó. Quý vị có vợ mà có con mà tôi không có con là tôi phải khác quý vị đó đó. Tôi phải ở cái phòng ngon, quý vị ở phòng dở. Nói vậy thôi, như vậy đó. Thấy chưa? Cho nên phần nhiều Nam Mô Liên Trì Hồi Phật Bồ Tát. Yeah. Rất là thực tế. Dạ, dạ. Dạ, còn câu hỏi cuối cùng của con là hồi nãy có câu cuối cùng rồi, câu cuối cùng. Hồi nãy Hòa Thượng có nói là quán phương pháp quán tam muội. Thay vì mình niệm Phật tam muội, Hòa Thượng có thể quan hỷ mấy kỳ tới dạy cho tụi con cách quán tam muội được, phương pháp tam muội được không thưa Hòa Thượng? Dạ, thì vài bữa mình tu mình quán, vài bữa dạ, A Di Đà Phật chỉ to còn hết thôi. Tam muội là định thôi, cái nghĩa của tam muội nó là định. À, định là gọi là thường thường định á, không có quán, gọi là trong thiền học gọi là tình lự và tư duy. Đó, tình lự đó, tình đó, có hai chữ thôi, tình và lự, nhưng mà hai chữ nó khác nhau. Tình á là định, còn lự là quán. Mà khi mình quán á, bởi vì mình sợ nó không trầm, mình ngồi mà định quá đó cho nên ngủ gục. Cho nên gọi là thiền tình, thấy chưa? Gọi là tình lự sống tu, thiền quán sống tu. Cho nên mình để tu thiền không thì hẳn dễ buồn ngủ. Mà tu quán sống thì bị nó sẽ bị loạn, nó bị hơi bị chao động. Cho nên mình tu lấy quán và tình hai cái là mình sống hành với nhau. Đó cũng giống như bên cả cái cõi trời đó. Cõi trời mà bốn cõi trời không có biến sự, thức vô biến sự, vô sự, chỉ là họ định thôi. Họ định một cái là họ sống cả hàng tỷ năm đó. Họ không có quán. Cho nên cuộc sống của họ giống như mà say xưa xưa vậy đó. Còn cái quả mà cái bốn quả sắc á, họ có quả, họ tu quả. Đó. Thì cái tu mà cái tu quả của quý vị cũng vậy, phải dùng quả cái đó. Mà quả nhất căn cho hẳn mới định. Còn mà quả loạn quả thì hẳn cũng trở thành được tạp quả cái chứ. Cho nên ngài mới chỉ dạy quả cái pháp nó quả một quả thôi. Mình nhìn cái gì mình nhìn một cái thôi. Còn mắt mình nhìn hai cái sao được, nhìn một cái thôi. Nhìn mặt trời là mặt trời, chứ không thể được vừa nhìn mặt trời mà nhìn mặt trăng. Cũng giống như mình vừa làm việc mà mình vừa nghe là còn nghe mình cũng sắc đứt con tay mình đó. Đấy chứ là một cái đó. Thì đó là cái ý như vậy. Thì kỳ sau tôi sẽ chỉ cho quý vị rộng rãi hơn. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn Hòa Thượng. Con xin hết. Mình nhận Phật khai hướng ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về cảm thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hôm nay quý vị vô rất là đông đó, quý vị vô gần 60 người đó.